Chương 123: Kết toán. Manchester United nội bộ mâu thuẫn bùng nổ, một trận hỏng bét tranh tại đêm trước tích lũy hết thảy tâm tình bị đè nén trong nháy mắt thả ra ngoài, mà loại này phóng ra là nguy hiểm. Cứ việc trước mắt Manchester United chưa tiến hành bất kỳ thông báo, nhưng rất nhiều người đều đang đợi Manchester United sẽ như thế nào tiến hành xử lý. Cứ việc Manchester United một mực đang tiến hành cải chính, nhưng không có ai tin tưởng lời của bọn họ. Đồng thời, Arsenal ở trận đấu này biểu hiện thời là lần nữa chứng minh bọn họ thực lực. Khi tiến vào cuối mùa kỳ, gần tới giải đấu kết thúc một khắc kia, Arsenal biểu hiện ra thống trị lực là làm người cảm thấy sợ hãi. Vô luận là tấn công hay là phương diện phòng thủ, bọn họ cũng triển hiện không gì sánh kịp ăn ý cùng với ổn định tính. Mourinho không có nói láo, hắn xác thực chế tạo một chi làm người ta cảm thấy sợ hãi đội bóng. Arsenal ở hai năm sau, dục hỏa trùng sinh. Mà bây giờ Arsenal muốn càng thêm hùng mạnh. Giải đấu đánh bại Manchester United, Arsenal cơ bản cũng cố bọn họ Champions League tư cách, tương lai hai trận đấu, lấy bọn họ trước mắt trạng thái không có bại cầu đạo lý. Bất quá bọn họ cũng cần cẩn thận, không tới kết thúc, tuyệt đối không thể buông lỏng. Cùng lúc đó, UEFA Europa League sân đấu trong, Arsenal cũng là cao ca mạnh tiếng bọn họ rất có thể thu hoạch một cái uefa europa league cúp vô địch thấp nhất cho đến trước mắt arsenal là uefa europa league lớn nhất đoạt cúp nhiệt môn bằng vào arsenal ưu tú phát huy trong đội cầu thủ giá trị cũng là nước lên thì thuyền lên gần như mỗi người giá trị đều có rất lớn biên độ tăng nhạc khải loại này liền không cần phải nói căn bản liền không cách nào dùng giá trị ở trắc toán tiến vào thị trường chuyển nhượng tuyệt đối là tiêu vương cấp bậc mà tương tự Lukaku giá trị thời là ở ngắn ngủi một mùa bóng tăng vọt nhiều gấp đôi, từ ban đầu 40 triệu Âu, bây giờ đã tăng lên tới 89 triệu Âu. Mane, Robertson, Belen cùng với nhiều tên Arsenal cầu thủ giá trị cũng là ở vào một tăng vọt trạng thái. Hướng bọn họ đã ra chuyển nhượng mời đội bóng cũng là rất nhiều. Bất quá đối với những thứ này cầu thủ mà nói, bọn họ căn bản không hề rời đi ý tưởng. Bọn họ có thể ở Arsenal thấy được hy vọng thấy được đối với Champions League hy vọng. Bọn họ sẽ không bỏ rơi cái đoàn đội này chuyển chiến cái khác câu lạc bộ. Hơn nữa ở nhạc khải thống lĩnh hạ, chi này Arsenal cũng là chưa từng có đoàn kết. Ngày 12 tháng 5, Arsenal ở sân nhà nghênh chiến Ajax, tiến hành UEFA Europa League bán kết hiệp 2. Trận đấu này thắng bại đem quyết định UEFA Europa League chung kết vé vào cửa. Ajax hiển nhiên cũng rất rõ ràng trong đó ý nghĩa trọng đại, Bọn họ ở toàn trường bính cực kỳ tích cực. Mấy lần tạo thành uy hiếp tấn công, nhưng thủ môn Martinez xuất sắc phát huy, lần lượt đem Ajax sút gôn trận ngoài cửa. Arsenal cũng bằng vào Martinez đối với khung thành nắm giữ tính, phát động sắc bén phản kích. Rốt cuộc ở 76 phút đồng hồ, từ Robertson trợ công Aubameyang đánh vào một cái phá vỡ cục diện bế tắc ghi bàn. Cái này ghi bàn cũng hoàn toàn chung kết Ajax ý chí chiến đấu. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn sót lại một bốn phút. Ajax hai hiệp lạc hậu bốn cầu, dưới tình huống này, bọn họ căn bản liền không tìm được bất kỳ lật ngược thế cờ cơ hội. Mà sự thật cũng là như vậy, Arsenal bằng vào lần lượt ngoan cường phòng thủ, không ngừng phá hư đối phương tấn công. Cuối cùng bắt lại UEFA Europa League chung kết vé vào cửa. Arsenal nhẹ nhõm bắt lại trận đấu này thắng lợi, cái này cũng đại biểu Arsenal bắt được hơn nửa khu chung kết tư cách. Cùng lúc đó hạ nửa khu tranh tài cũng kết thúc, đến từ La Liga đội bóng CETA tiến vào UEFA Europa League chung kết, bọn họ đem cùng Arsenal hội sư UEFA Europa League chung kết. Cái này hai chi đội bóng sẽ tại ngày 25 tháng 5 ở Hungary thủ đô budapest sân vận động tiến hành European Cup chung kết. Thú vị chính là cái này hai chi đội bóng chưa bao giờ từng thu được bất kỳ một cái nào UEFA Europa League Cup. Bọn họ cũng là lần đầu tiên tới cái này chung kết sân đấu, vô luận là phương nào đạt được thắng lợi, đối với bọn họ tự thân mà nói đều là sáng tạo lịch sử một khác. Dĩ nhiên Seta đối mặt hùng mạnh Arsenal, trận đấu này tất nhiên là một trận ác chiến, nhưng chúng ta tin tưởng bọn họ có thể làm chuẩn bị thật đầy đủ. Nương theo bình luận viên lời nói, trang này bán kết cũng hoàn toàn kết thúc. Arsenal ở hai hiệp 4, không tỷ số đem trẻ tuổi Ajax đưa về lão gia Hà Lan mà bọn họ đem cùng La Liga đội bóng xe ta hội sư UEFA Europa League chung kết. Mà ở trên vòng kết thúc Champions League bán kết trong. Chung kết hai chi đội bóng cũng xác định. Theo thứ tự là đến từ Serie A Juventus cùng với La Liga Real Madrid. Juventus bằng vào bền bỉ phòng thủ, ở bán kết võ đài song sát Monaco chi này siêu cấp ngựa ô, thuận lợi rất nhập chung kết chính giữa. Cái này cũng là bọn họ ở 2014-2015 mùa bóng sau, lần nữa tiến vào Champions League chung kết võ đài. Hai năm trước, bọn họ ở chung kết võ đài không địch lại Arsenal không thể nâng lên Champions League Cup. Mà lần này, bọn họ phải đối mặt là hùng mạnh Real Madrid. Real phương diện cũng là ở bán kết đào thải Atletico Madrid. Atletico Madrid không biết đã là bao nhiêu lần thua ở Real cùng với Barca trong tay. Mà hết thảy này, bọn họ vẫn là dừng bước với bán kết. Âu chiến phương diện các đại quyết thi đấu đối thủ đã xác định. Mà ngũ đại trong giải đấu, trường ngoại hạng Anh ra, cái khác giải đấu cũng đã hoàn thành vô địch thuộc về. Serie A vẫn là từ Juventus trước hạng 3 lượt bắt lại vô địch. Liga 1 cùng với Bundesliga giống như vậy. Paris Saint-Germain cùng với Bayern Munich đối với giải đấu thống trị lực vẫn vậy như vậy. Barcelona phương diện thời là thừa dịp Real Madrid lâm vào Champions League sân đấu, hoàn thành điểm số nghịch tập, bây giờ đã thuận lợi nâng lên cúp. Chỉ có ngoại hạng Anh vô địch thuộc về còn có huyền niệm. Giải đấu một vòng cuối cùng dưới tình huống, Manchester City cùng với Chelsea điểm số chỉ kém 2 phần. Manchester City chỉ cần thắng được trận đấu này là có thể nâng lên giải đấu vô địch cúp. Đây cũng là đúng là Guardiola ở năm ngoái gia nhập Manchester City sau tòa thứ nhất nâng lên cúp chelsea thời là đá rất nhiều trận đặc sắc tranh tài nhưng ở phút quyết định cuối cùng xuất hiện chân nhũn ra tình huống bị manchester city nhân cơ hội vượt lên các lớn giải đấu đã tiến vào thu quan giai đoạn rất nhiều châu âu cầu thủ thậm chí đã bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị ở kết thúc giải đấu sau chạy tới đội tuyển quốc gia tiến hành tức sắp đến giải euro tập huấn liền lấy arsenal mà nói trước mắt Arsenal toàn bộ chủ lực đều là các từ quốc gia tuyển thủ quốc gia. Bọn họ đều sẽ tham gia mùa bóng sau khi kết thúc giải Euro cùng với Copa America. Có thể nói, toàn bộ đội hình trong, trừ Nhạc Khải, Aubameyang cùng với Manera, còn lại tất cả mọi người đều sẽ ở UEFA Europa League chung kết sau khi kết thúc, lập tức rời đi. Mà nhạc khải bản thân tắt là bởi vì ASEAN Cup cùng giải Euro cùng với Copa America thời gian bất đồng duyên cớ sẽ thành lưu thủ nhi đồng. Từ mấy ngày nay bắt đầu, đồng đội giữa đề tài đã bắt đầu chuyển hướng tức sẽ triển khai đội tuyển quốc gia tranh tài. Arsenal thủ môn Martinez bằng vào ưu tú phát huy bị Argentina đội tuyển quốc gia chiêu mộ, hắn khả năng rất lớn tính sẽ thành đội hình chính thủ môn nhân tuyển. Lukaku là bị tuyển thủ quốc gia. Obama là Gabon cùng với nước Pháp đôi quốc tịch, nhưng hắn cuối cùng lựa chọn Gabon đội tuyển quốc gia, vì vậy hắn cùng Nhạc Khải cùng với Mane cùng nhau không ở nơi này thứ đội tuyển quốc gia tranh tài phạm trù bên trong. Căng là nước Pháp quốc gia. Wilsey nhận được yên lân đội tuyển quốc gia chiêu mộ. Ramsey Will đội tuyển quốc gia. Hammo nước Đức đội tuyển quốc gia. Jimen Uruguay đội tuyển quốc gia. Obama Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Robertson Scotland đội tuyển quốc gia. Trừ chủ lực ra, dự bị nhóm cũng là các cái đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia. Thẳng đến lúc này, Nhạc Khải mới có thể ý thức được Arsenal tụ tập bao nhiêu quốc gia đỉnh cấp cầu thủ, mà cái này cũng là bọn họ hùng mạnh căn nguyên. Kỳ thực giải Euro vốn nên ở năm 2016 cử hành, nhưng bởi vì lúc ấy xuất hiện rất nhiều vấn đề, không thể không theo sau một năm. Mà cái này cũng tạo thành giải Euro cùng với Copa America đồng thời cử hành. Lúc này, đội New Hill hâm mô cùng với Belen đám người tụ tập ở chung một chỗ. Thảo luận giải Euro vấn đề. Ba người cũng cảm thấy mình đội tuyển quốc gia có năng lực bắt được giải Euro. Trong đó Wilson kêu hung nhất. Bất quá in lân đội tuyển quốc gia, cái này thật là chính là kỳ thực bọn họ đội hình xem chính là rất mạnh. Harry. Ken. Sterling. Wilsey rất nhiều hào môn đỉnh cấp cầu thủ, nhưng cùng tiến tới liền thắng không dưới tranh tài. Vì vậy hàng năm cũng sẽ có nước Anh rất mạnh ảo giác. Về phần nước Đức đội, mặc dù là khóa trước World Cup vô địch không giả, nhưng bây giờ nước Đức còn có thể còn dư lại bao nhiêu sức chiến đấu. Đặc biệt là Colo giải nghệ sau một cước kia sút gôn đơn giản chính là cây ánh mắt. Tây Ban Nha không trên không dưới. Ở truyền khống chiến thuật bị tính nhắm vào nghiên cứu qua về sau, Tây Ban Nha hệ thống cũng có chút bị hạn chế lại. Không giống với năm 2010 năm Phi World Cup phong thái, bây giờ Tây Ban Nha lối đá có thể khống ở cầu, nhưng chính là không ghi bàn. Chương 124, mùa bóng kết thúc. Wow lao. một cái đặc sắc đệm bóng trợ giúp Arsenal đánh vào thứ hai viên ghi bàn, ở Everton ở hiệp đầu dẫn đầu đạt được ghi bàn sau, Arsenal ở nửa hiệp sau ngắn ngủi trong vòng 10 phút liên tục đánh vào hai viên ghi bàn. Cái này hai viên ghi bàn phân biệt đến từ Arsenal hậu vệ Yemen cùng với Wilshy. Everton đã trọn vẹn lợi dụng oan cót tốc độ, nhưng vẫn vậy không cách nào vì bọn họ mang đến đủ uy hiếp. Xem xét lại Arsenal ở mất bóng sau, bọn họ một chút cũng không có gấp, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, liền vịnh hai cầu. Đây cũng là trước mắt chi này Arsenal làm người ta khen ngợi địa phương. Bọn họ tổng là có thể rất nhanh tiến hành điều chỉnh, cho dù là mở màn cực kỳ bất lợi dưới tình huống, bọn họ cũng có thể nhanh chóng tìm được thắng được tranh tài biện pháp. Thấy được Arsenal thứ hai ghi bàn, Mourinho cũng là đưa khẩu khí, trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Cái này ghi bàn sau, Arsenal coi như là ổn định. Hơn nữa từ sân đấu thế cuộc đến xem, Everton đã mất đi tấn công cơ hội hữu hiệu nhất uy hiếp oan cót cũng ở giữa sân nghỉ ngơi giai đoạn bị thay cho trận everton mong muốn dựa vào một ghi bàn ra sức bảo vệ không mất dùng cái này tới đạt được cuối cùng một trận đấu thắng lợi nhưng arsenal sắc bén tấn công vẫn là xuyên thủng phòng tuyến của bọn họ Aubameyang cùng với Mane ở cánh bên trên tốc độ đánh vào là nhằm vào Everton vấn đề khó khăn lớn nhất. Thời gian chậm chậm trôi qua. 90 phút tranh tài rất nhanh liền tiến vào đến bù giờ giai đoạn mà lúc này Arsenal vẫn ở chỗ cũ tấn công. Một lần Aubameyang đột nhiên khởi động làm rối loạn Everton phòng thủ tiết tấu, Everton cầu thủ bất đắc dĩ chiến thuật phạm quy. Bất quá cái này phạm quy vị trí có chút dựa vào trước, Arsenal thu được một vị trí không sai đá phạt cơ hội. Nhạc Khải đo lường một cái phạt bóng điểm cùng khung thành khoảng cách. Cuối cùng đi lên phạt bóng khu. Cái này bóng chết từ Khải chủ phạt, ở trải qua hai cái mùa bóng sau, Khải đá phạt năng lực cũng là thu được rất nhiều người công nhận, hắn bóng chết có đa dạng lối đá, vô luận là bạo lực quanh cửa hay là lá rụng cầu, Khải cũng có thể khống chế rất tốt. Mà đối mặt Everton thủ môn, Khải sẽ chọn thế nào phạt bóng phương thức? Hay là lái đến trung lộ tiến hành tranh bóng bổng? Lúc này Everton cũng là như Lâm đại địch. Everton đang đang khẩn cấp điều độ phòng thủ bố cục. Mà Nhạc Khải thời là đứng ở phạt bóng điểm chờ trọng tài chính tỏ ý sau, nhạc khải bắt đầu chậm rãi lui về. Ánh mắt nhìn về đối phương khung thành, nhạc khải ánh mắt kiên nghị lại hung ác. Nương theo tiếng còi, nhạc khải chạy đà. Khải. Chạy đà. Âm. Một tiếng ngắn mũi tiếng oanh kích. Quả bóng giống như như đạn pháo đánh tới hướng đối phương khung thành. Mà chen ở đối phương bức tường người trong Obama Giang cũng là nhanh nhạy rùng người, quả bóng lướt qua bức tường người lần nữa đề cao. Đinh. Xà ngang đung đưa kịch liệt. Một cước nổ cán oanh cửa. Ở tranh tài một khắc cuối cùng, nhạc khải bằng vào đá phạt hoàn toàn giết chết tranh tài huyền niệm. Kết thúc. Tranh tài kết thúc. Everton đã không có bất cứ cơ hội nào. 2016-2017 mùa bóng giải ngoại hạng Anh. Trải qua 38 vòng tranh tài, Arsenal ở vào giải đấu vị thứ tư vị trí, bọn họ bảo đảm Champions League tư cách. Nếu như Arsenal ở sau đó UEFA Europa League trong trận chung kết đạt được vô địch, như vậy bọn họ liền có thể thu được trực tiếp tiến vào Champions League vòng đấu bảng tư cách, mà giải đấu tư cách cũng đem dời xuống cho ở vào giải đấu vị thứ năm Liverpool. Ta nghĩ bây giờ, hy vọng nhất Arsenal đạt được UEFA Europa League vô địch đoán chừng đúng là hồng quân Liverpool. Nhạc Khải dùng một cước lực mạnh oanh cửa tuyên cáo mùa giải này Arsenal ngoại hạng Anh mùa bóng kết thúc. Trải qua 38 vòng gian khổ giải đấu. Cứ việc chỉ thu được giải đấu tên thứ tư thành tích, nhưng đối với Arsenal mà nói, bọn họ ở mùa giải này từ từ ăn khớp mới là quý báu nhất thu hoạch. Bọn họ tự tin, mùa giải sau có thể đá ra tốt hơn tranh tài. Cuối cùng, trọng tài chính thổi vang tranh tài kết thúc tiếng còi. Arsenal ở sân khách ba, một thắng được everton sau trận đấu nhạc khải chủ động tìm tới oan cót kể từ rời đi arsenal sau oan cót liền gia nhập everton bất quá trước mắt hắn trạng thái không hề tốt trong giải đấu biểu hiện tạm được nhưng lại không có thể thu được phải đội tuyển quốc gia chiêu mộ ở nhạc khải an ủi hạ oan cót miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười kỳ thực đối mặt nhạc khải lúc oan cót là có chút xấu hổ dù sao lúc ấy ở Arsenal thời điểm khó khăn nhất trời đi, làm như vậy lệnh lúc ấy Arsenal cùng với nhạc khải cũng thuộc về một cực kỳ hỏng bét hoàn cảnh. Vì thế hai người đều chưa từng có nhiều trao đổi. Arsenal ở giải đấu sau khi kết thúc, bọn họ ở mùa giải này tranh tài liền còn sót lại cuối cùng một trận. Ngày 25 tháng 5 UEFA Europa League chung kết. Ngoại hạng Anh 38 vòng kết thúc, cuối cùng Manchester City thu được một vòng cuối cùng thắng lợi thuận lợi nâng lên giải ngoại hạng Anh Cúp. Đây là bọn họ kế năm 2012 sau. Lần nữa nâng lên cái này hạng Cúp. Manchester City người hâm mộ không có nghĩ qua, cách bọn họ nâng lên thứ hai ngoại hạng Anh Cúp hoa trọn vẹn 5 năm thời gian. Bất quá Guardiola đến cũng là vì đội bóng mang đến biến hóa không nhỏ. Bây giờ bọn họ lần nữa dương buồn khởi hành, mà lần này, tự tin của bọn họ cùng với giả tâm cũng trở nên lớn hơn. Manchester City, Liverpool, Chelsea chờ đội bóng kết thúc mùa bóng nhiệm vụ. Có thể nói, trừ Arsenal, Ceta, Real Madrid cùng với Juventus ra, cái khác đội bóng đều đã kết thúc bản thân mùa bóng tranh tài. Bọn họ cũng ở đây ngày thứ hai lập tức lên đường, tiến về đội tuyển quốc gia báo cáo. Mà còn có Âu chiến câu lạc bộ cầu thủ thời là muốn chậm hơn mấy ngày mới có thể tiến hành báo cáo. Giải đấu sau khi kết thúc, Arsenal liền bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến đấu UEFA Europa League chung kết. ta không phải một chi nổi tiếng câu lạc bộ, cái này cũng đưa đến Arsenal đối với bọn họ thiếu hụt nhất định nghiên cứu. Trong đội rất nhiều cầu thủ cũng là đặc biệt quen thuộc. Trừ một ít tuyển trạch viên ở gần đây mấy trận đấu thu thập số liệu ra, bọn họ chân chính năng lực như thế nào cũng không phải là đặc biệt hiểu. Xem xét lại, ta thời là đối Arsenal rõ như lòng bàn tay dù sao nhằm vào Arsenal các loại số liệu, một phen một sắp dày. Không giống với xe ta loại này nhỏ câu lạc bộ, Arsenal ở toàn bộ châu Âu tầng thứ nghiên cứu độ cao muốn cao một chút, cái này cũng đưa đến Arsenal ở tình báo phương diện thuộc về một tương đối tình thế xấu tình huống. Bất quá, Arsenal cũng không lo lắng những vấn đề này. Cho dù là đem năng lực cùng với chiến thuật đặc điểm bại lộ cho đối phương lại làm sao? Mourinho tự tin, chiến thuật của bọn họ đã ăn khớp rất khá. Cho dù là Celta có thể nghiên cứu ra một ít môn đạo, nhưng bọn họ thật sự có thể áp dụng sao? Ngành thực lực phương diện chênh lệch nhưng là rất khó tiến hành rút ngắn. Đối với Arsenal mà nói, bọn họ chỉ cần đá tốt chính mình tiết tấu là đủ. Vì thế, Mourinho trừ chú ý mấy tên Celta chủ yếu nòng cốt cầu thủ ra, nhiều thời gian hơn đặt ở nhằm vào cầu thủ trạng thái điều chỉnh bên trên. Cùng lúc đó, Tây Ban Nha câu lạc bộ Ceta thời là một mảnh tưng bừng. Tiến vào UEFA Europa League chung kết đối với bọn họ tuyệt đối là một trận sáng tạo thời khắc lịch sử. Rất nhiều cầu thủ thậm chí đều đã thuộc về cuồng hoang tư thế. So sánh với đối với chung kết coi trọng, bọn họ càng thêm nghiêng về hưởng thụ lập tức hoa tươi cùng vinh dự. Cái này cũng đưa đến vốn nên là tích cực chuẩn bị chiến đấu câu lạc bộ. Mỗi ngày đều đang tiến hành một ít phỏng vấn cùng với truyền thông ra ánh sáng các cầu thủ cũng không huấn luyện, cả ngày cùng truyền thông giao thiệp với, suy nghĩ như thế nào gia tăng danh tiếng, như thế nào thu hoạch độ quan tâm, như thế nào gia nhập hào môn. Hơn nữa không chỉ là cầu thủ, ngay cả câu lạc bộ cũng thầm chấp nhận loại hành vi này. Dù sao bọn họ mong muốn kiếm tiền, mà không tuyên truyền, tại sao có thể kiếm tiền? Bây giờ nhóm này xe ta cầu thủ đã bị người hâm mộ thổi thành thế hệ vàng. Bọn họ ở người hâm mộ ta nội bộ chống đỡ cùng với được hoan nghênh trình độ càng là vô cùng dân cao. Người đều là có hư vinh tâm. Dưới tình huống này, những thứ này ta cầu thủ cũng là từng cái một bắt đầu bay lên. Cứ việc huấn luyện viên tổ mong muốn đi hạn chế những hành vi này, nhưng ở câu lạc bộ cao tầng nằm cho phép hạ, bọn họ cũng rất khó tiến hành quản lý. Cái này cũng đưa đến huấn luyện viên trưởng Seta Belisa thiếu chút nữa từ chức không làm có lẽ là căn cứ vào huấn luyện viên trưởng uy hiếp, câu lạc bộ cuối cùng là khôi phục một chút bình thường. Bất quá với sĩ khí cùng với trước trận chiến động viên đều không thể rất tốt tiến hành. Theo Belisa, dùng loại trạng thái này đi theo Arsenal đối kháng. Không khác nào lấy trứng chọi đá. Đến lúc đó, những thứ này xe người hâm mộ cười có nhiều khoan khoái, đến lúc đó chỉ biết khóc có bao thê thảm. Thấp nhất hắn thấy, trước mắt xe chiến thuật dự trữ phải không đủ cầu thủ động viên cũng không được, càng là không có một chút xíu ý chí chiến đấu. Dưới tình huống này, như thế nào cùng Arsenal chống lại? Nhưng đã đi tới thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lên. Chương 125, Hungary Puskas sân vận động Ngày 20 tháng 5 bắt đầu, các nơi trên thế giới người hâm mộ Arsenal liền bắt đầu buông phó hướng Hungary, chuẩn bị nghênh đón tức sẽ triển khai European Cup chung kết. European Cup chung kết không giống với Champions League chung kết, này thể lượng cùng với vinh dự tính bên trên cũng không thể so sánh nổi. Cứ việc đều là ở UEFA danh hạ mùa giải, nhưng so sánh với tượng trưng cho châu Âu thậm chí còn toàn thế giới cao nhất cạnh kỹ tư cách Champions League, UEFA Europa League mùa giải nhiều hơn chỉ là một trước bữa vậy đơn điệu. Nhưng mặc dù là như thế, đối với rất nhiều khát vọng vinh dự câu lạc bộ mà nói, đây đều là đủ khổng lồ sân đấu. Rất nhiều đội bóng đều là dẫn đầu bắt được UEFA Europa League, sau đó ở chuyển đi Champions League sân đấu. Tiến hành từng bước tăng lên. Mà Arsenal bất đồng, bởi vì bọn họ thời đỉnh cao đột nhiên đến, cái này cũng lệnh bọn họ ở 2014-2015 mùa bóng lúc dẫn đầu bắt được Champions League sân đấu. Mà cái này sau bọn họ mới bắt đầu chinh chiến UEFA Europa League sân đấu. Bất quá đối với thiếu hụt Âu chiến vinh dự Arsenal mà nói, vô luận là Champions League hay là UEFA Europa League cũng đủ để cho bọn họ si mê. Dù sao ở Weger thời kỳ Arsenal có nhiều trong nước vinh dự, nhưng lại thiếu đủ Âu chiến vinh dự. Đây cũng là lệnh lịch sử lâu đời Arsenal ở được khen là hào môn trên đường khó xử nhất vấn đề. Mỗi khi gặp nói về Âu chiến vinh dự, Arsenal lúc trước trống rỗng cúp thất liền lộ vẻ đến vô cùng hàng toàn. Bây giờ cứ việc có Champions League Cup giữ thể diện, nhưng so sánh với Real, AC Milan loại này bắt lại nhiều lần Champions League Cup câu lạc bộ mà nói, vẫn là nền tảng chưa đủ. Bất quá người hâm mộ Arsenal tin tưởng tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Thấp nhất bây giờ chi này Arsenal liền không ngừng triển hiện hùng mạnh sức cạnh tranh, nhiều hơn Âu chiến vinh dự ngày một ngày hai. Ngày 24 tháng 5 sáng sớm, một chiếc máy quay phim gõ nhạc khải nhà cửa phòng. Đây là câu lạc bộ chuẩn bị máy quay phim, chủ yếu là vì ghi chép UEFA Europa League thời khắc. Vào đi. Nhạc khải mời công nhân viên đi tới, sau đó chỉ trên mặt đất trương hành lý cùng với cái bọc nói, những thứ này chính là tranh tài đồ dùng, đồ rửa mặt, tranh tài trang bị cùng với một ít cá nhân cái ăn. Dứt lời, nhạc khải từ trong túi lấy ra một chai cần tây nước uống một hớp, đưa tới nói, nếm thử một chút rất khỏe mạnh. Công nhân viên do dự một chút từ chối khéo. Ai sẽ ở hình dung thức ăn mỹ vị lúc lại biểu đạt khỏe mạnh a? À? Nho nhỏ rủa xả một câu. Ống kính hạ nhạc khải đem hành lý cũng dời nhập cốc sau. Chợt, hai người ngồi chiếc xe chuẩn bị hướng câu lạc bộ chạy đi. Dọc theo đường đi, nhạc khải không ngừng hướng ống kính tiến hành giải thích. Từng có quay chụp vlog kinh nghiệm nhạc khải, đối với lần này coi như là quen cửa quen nẻo chúng ta ở trận đấu này đối thủ là xe đây là một chi rất mạnh mẽ đội bóng, chúng ta cần phải làm cho tốt đủ chuẩn bị tới ứng phó bọn họ. Công nhân viên, chia sẻ một cái, ngươi tâm tình lúc này. Nhạc khải, tâm tình. Có chút khẩn trương. Công nhân viên, ngươi cũng sẽ khẩn trương. Ngươi nhưng là trải qua Champion League nâng cúp đội trưởng. Nhạc khải mỉm cười, cùng những thứ này không có quan hệ, mỗi một trận đấu cũng sẽ lệnh ta đủ khẩn trương, có lúc khẩn trương có thể tốt hơn điều động tranh tài trạng thái công nhân viên chúng ta có thể thắng cầu sao nhạc khải tại sao lại không chứ chúng ta đối với mỗi một trận đấu đều là lấy thắng trận làm mục đích hai người nói chuyện tiến hành lúc bọn họ đã đi tới trụ sở huấn luyện cửa chung quanh đều là đại lượng người hâm mộ arsenal bọn họ lần nữa vì các cầu thủ tiến hành tiến hành mà thấy được nhạc khải vật cưỡi sau đại lượng người hâm mộ vọt tới đem nơi này vây nước chảy không lọt công nhân viên một bên quay chụp ngoại cảnh đem những thứ kia kích động nét mặt hưng phấn ghi chép xuống vừa nói không đi xuống chào hỏi nhạc khải cười đỡ một tiếng ngươi không sẽ nghĩ như vậy dứt lời nhạc khải tiến tới một thanh kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế chỉ nghe tiếng kinh hô vang lên công nhân viên trong nháy mắt liền không còn hình bóng rất nhanh ống kính chuyển một cái hai người xuất hiện ở trong phòng thay quần áo nhạc khải đang cùng các đồng đội bắt tay vỗ tay ống kính cũng đang chăm chú ghi chép mỗi một cái arsenal các cầu thủ nét mặt vẻ mặt của bọn họ có hưng phấn kích động khẩn trương nhưng duy chỉ có không có sợ chiến dáng vẻ tới nơi này nhạc khải gọi lại công nhân viên người sau lập tức đem ống kính điều chuyển trong màn ảnh arsenal trong phòng thay quần áo trung gian trên vách tường in một arsenal đội huy hai bên có hai bàn tay Nhạc khải đạo, đây là thắng lợi vỗ tay, chỉ có bắt lại tranh tài sau khi thắng lợi, mới có tư cách cùng nó vỗ tay. Công nhân viên đạo, nếu như thua trận đâu? Nhạc khải hướng ngược hướng chu chu miệng. Công nhân viên điều chuyển ống kính, hắn thấy được liên tiếp trừng phạt đơn. Trong đó còn có mất bóng bao nhiêu cầu, có bao nhiêu trừng phạt tiêu xích. Trong lúc bất chợt, nương theo đẩy cửa âm thanh, một đạo lớn giọng nhi xuất hiện. Mourinho đi vào phòng thay đồ, Vỗ tay lớn tiếng hô, tất cả mọi người động tác cũng nhanh một chút, chúng ta muốn chuẩn bị xuất phát. Ống kính áp sát, Mourinho đẩy ra ống kính lưu câu tiếp theo. Đừng đổi mặt ta đập. Công nhân viên bị đẩy có chút lảo đảo, cũng may bị Nhạc Khải chống nổi. Công nhân viên cảm kích nói, cảm ơn. Nhạc Khải vỗ một cái ống kính, đổi mặt ta. Một giây kế tiếp ống kính tối sầm. Chờ lần nữa mở máy lúc bọn họ đã đi tới trên xe bus nhạc khải đứng ở xe buýt trung gian nét mặt của hắn nghiêm túc cùng với ngưng trọng toàn bộ xe buýt bên trong tất cả mọi người đều an tĩnh nhìn chăm chú nhạc khải thắng lợi trước giờ đều là để lại cho người có chuẩn bị mà chúng ta vì thế chuẩn bị cũng cố gắng một mùa bóng chúng ta từ không phải là không có mục đích mù quáng đi tới mục đích của chúng ta rất đơn giản nhạc khải đưa ngón trỏ ra đám người la lớn vô địch không sai. Vô địch. Nhạc Khải lớn tiếng nói, ta cần các ngươi phải nhớ một điểm này, nhớ loại cảm giác này, đi tới nơi này. Đi tới nơi này phiến võ đài, nhiệm vụ của chúng ta chính là bắt lại thắng lợi. Tin tưởng mình. Nhạc Khải vỗ lòng ngực của mình, chợt lại chỉ hướng mọi người nói, tin tưởng đồng đội. Ống kính lần nữa hoán đổi nơi chốn. Mà lần này thời là đi tới Hungary phi trường hiện trường vây tụ đại lượng người hâm mộ tiếng hoan hô của bọn họ che mất hết thảy mà trong tiếng hoan hô ống kính cũng ở run rẩy không ngừng giờ khắc này trước trận đấu khẩn trương cảm giác chợt vọt tới trước mặt là huấn luyện viên trưởng chung quanh là đồng đội loại cảm giác này liền tự như đưa thân vào trong đó cái loại đó trước trận đấu cảm giác cấp bách trở nên càng phát ra kịch liệt ống kính thay đổi từng cái một Arsenal cầu thủ yên lặng từ trong màn ảnh đi tới. Cuối cùng, nhạc khải nhẹ nhàng vỗ vỗ ống kính, đám người cùng nhau ngồi lên xe buýt. Nương theo xe buýt trời đi, hiện trường lưu lại một hàng chữ. Đi tới. Arsenal. Đây là Arsenal vì UEFA Europa League chung kết quay chụp vlog phim ngắn, vì chính là để cho người hâm mộ có thể thân lâm kỳ cảnh cảm thụ một chút tranh tài một ngày trước cảm giác cấp bách đồng thời cũng tiến một bước giới thiệu Arsenal trong đội tình huống. Có một ít cười điểm. Có chút nghiêm túc, nhưng càng nhiều hơn chính là trước trận đấu cái loại đó thú vị cùng với khẩn trương cùng tồn tại cảm giác. Cái video này thông qua quan phương thả xuống cho người hâm mộ quan sát, để cho bọn họ càng thêm khoảng cách gần cảm thụ các cầu thủ trước trận đấu thời khắc. Đồng thời cũng để cho người hâm mộ càng thêm hiểu câu lạc bộ tình huống trước mắt. Không thể không nói, cái video này một khi xuất hiện liền tiếng tốt liên tiếp. Người hâm mộ hy vọng câu lạc bộ có thể nhiều hơn quay chụp loại này đề tài, như vậy bọn họ là có thể tốt hơn cảm thụ trước trận đấu không khí. Bất quá câu lạc bộ cũng không tiến hành hồi phục. Lúc này, Arsenal chú ý điểm đã tập trung ở Hungary thủ đô Budapest. Mà ở trước danh Puskas sân vận động đem có được UEFA Europa League chung kết. Theo đó, Trận đấu này có chừng 60.000 tên người hâm mộ Arsenal hội tụ ở đây, người hâm mộ Seta cũng có 40.000 tên. Phía chủ nhà vì người hâm mộ Arsenal cung cấp 40.000 chỗ ngồi, người hâm mộ Seta thời là có 30.000 chỗ ngồi. Còn lại thời là cung ứng cho bản địa người hâm mộ quan sát. Nhưng dù vậy vẫn có đến gần 20.000 người hâm mộ Arsenal không có thể thu được được banh phiếu. Trệ lưu với sân đấu chung quanh nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng người hâm mộ Arsenal nhiệt tình. Bọn họ vây lượng sân bóng trắng đêm cuồng hoang. Cho dù là ban đêm cũng không cách nào ngăn trở nhiệt tình của bọn họ. Đối mặt sắp tới chung kết, bọn họ bao hàm nhiệt tình, bọn họ khát vọng mỗi một phần vô địch. So sánh với người hâm mộ Seta mà nói, người hâm mộ Arsenal điên cuồng trở thành toàn bộ Hungary đặc thù phong cảnh tuyến. Mà ở người hâm mộ Arsenal sức ảnh hưởng, càng ngày càng nhiều bản địa người hâm mộ cũng gia nhập trong đó. Cái này cũng đưa đến nhưng chứa 90.000 người Puskas sân vận động. Có chừng hơn 70.000 Arsenal người ủng hộ. Cái này không chỉ là câu lạc bộ ảnh hưởng lực biểu hiện, đồng thời cũng là người hâm mộ lực ngưng tụ biểu hiện. Dù sao so sánh với Seta mà nói, Arsenal không thể nào từ bất kỳ góc độ đều là một thể lượng to lớn hơn câu lạc bộ, bọn họ cũng thừa tái nhiều người hơn mong đợi cùng với mơ mộng. Chương 126, chung kết bắt đầu. Puskas sân vận động ở tu sửa sau, đến nay năm lần nữa mở ra, mà đối ngoại làm chủ trận đấu thứ nhất chính là UEFA Europa League chung kết. Cái này nhưng chứa 90.000 tên người xem sân bóng, lúc này không còn chỗ ngồi. Cứ việc UEFA Europa League chung kết lực hiệu triệu không bằng Champions League, nhưng vẫn là hấp dẫn nhóm lớn bản địa người hâm mộ xem thi đấu nhiệt tình. Còn có Arsenal tranh tài thúc đẩy hạ, những thứ này người hâm mộ mong đợi càng lớn hơn mấy phần. Sky Sport đang livestream, nơi này là Puskas sân vận động, ta là Paul. Ma Sơn. Ta là Di Sơn. Chúng ta đem ở chỗ này mang cho các vị nhất chuyên nghiệp cùng với đặc sắc giải thích. Paul. Ma Sơn giải thích gần như phải dựa vào trống, hiện trường tiếng hoang hô làm cả sân đấu cũng tràn đầy một cổ cực lớn tiếng ồn những thứ này tiếng ồn hạ là kia cổ làm người ta kích động trước trận đấu khẩn trương cảm giác mùa giải này uefa europa league đã bước vào cuối cùng một trận đấu ở trải qua một mùa bóng chém giết sau đến từ ngoại hạng anh arsenal cùng với la liga zeta hội sư chung kết hai chi đội bóng đều là chưa bao giờ từng thu được uefa europa league cup vô luận bọn họ phương nào đoạt cúp đều là ở sáng tạo lịch sử mà đối với arsenal mà nói bọn họ tương nghênh tiếp một tương đối xa là đối thủ Seta ở lần này UEFA Europa League coi như là một tuyệt đối ngựa ô, một đường từ vòng đấu bản giết đến UEFA Europa League chung kết võ đài, càng là ở bán kết lực áp không 04, đã ra một trận đặc sắc tranh tài. Mà bọn họ đương gia chân súc Atpas cũng là bị cực lớn mong đợi, ở trong giải đấu Atpas đã trợ giúp Seta đánh vào 19 viên ghi bàn, bốc lửa trạng thái một mực lan tràn đến UEFA Europa League sân đấu, chúng ta mong đợi bọn họ có càng thêm đặc sắc phát huy đi sân lập tức tiếp lời hô đối với arsenal mà nói trận đấu này đồng dạng là cực kỳ trọng yếu một trận đấu nhìn chung cái trước mùa bóng arsenal vượt qua một cũng không tính tuyệt vời một mùa bóng bọn họ trải qua cầu thủ trốn đi huấn luyện viên trưởng về hưu chờ chờ rất nhiều vấn đề bất quá arsenal vẫn là rất đến đây mà nay arsenal đã hoàn thành cơ cấu lại ở Mourinho điều giáo hạ một chi lấy khải làm trụ cột đoàn kết cường hãng arsenal lần nữa hiện ra ở trước mặt chúng ta trước mắt Arsenal đối nội có hai vị này hiện tượng cấp chân sút. Lukaku cùng với Khải, cái này hai tên cầu thủ ở giải đấu số bàn thắng cũng đạt tới 20 viên trở lên, cái này cũng từ mặt bên nói cho chúng ta biết, chi này Arsenal tấn công hỏa lực có bao nhiêu hung mãnh. Đối với Seta mà nói, bọn họ nhất định phải cẩn thận đến từ Arsenal tiết tấu biến chuyển, bọn họ rất am hiểu loại này đột nhiên phát lực lối đá. Hai vị bình luận viên giới thiệu tranh tài thời khắc, hiện trường tiếng hoang hô chợt dâng cao đứng lên hai đội cầu thủ đã chạy vào sân đấu bắt đầu nóng người ống kính trực tiếp bắt được nhạc khải đây là một cái hạng nặng ngôi sao bóng đá đãi ngộ ống kính hạ nhạc khải mặt mũi cực kỳ nhẹ nhõm hắn thỉnh thoảng cùng bên cạnh đồng đội che miệng nói đùa thật giống như không có bất kỳ vẻ khẩn trương cảm giác mái tóc màu đen cẩn thận tỉ mỉ chảy thành bên phân tóc không dài nhưng rất có hình phối hợp tấm kia góc cạnh rõ ràng cương nghị gò má cùng với cầm chỗ râu ria, cho người một loại rất mạnh cảm giác. Khải biểu hiện còn là cực kỳ nhẹ nhõm, dù sao trải qua Champions League nâng cúp thời khắc, làm Arsenal nhiều lần đoạt cúp công thần, Khải ở trong trận chung kết tồn tại cảm luôn làm người cảm thấy thán phục. Paul Ma Sơn dứt lời, đi Sơn gật đầu nói, từ Vermaelen trong tay nhận lấy Arsenal đội trưởng phù hiệu, đây đã là hai cái mùa bóng trước chuyện. Ở hai cái này mùa bóng trong, Khải vì Arsenal mang đến một tòa Champions League Cup, một tòa Cup FA Cup. Hắn hoàn toàn có thể xưng được một vị vô địch đội trưởng. Đồng thời cũng vì Arsenal lần đầu tiên nâng lên Champions League Cup, khai sáng lịch sử. Mà hôm nay, bọn họ đi tới UEFA Europa League chung kết võ đài. Khải có thể hay không lần nữa vì Arsenal nâng lên UEFA Europa League Cup vô địch. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi ống kính nhắm ngay hai bên hai bên cầu thủ cũng ở huấn luyện viên dẫn hạ tiến hành vận động nóng người xe ta bên này tương đối buông tuồng tiến hành chuyền bóng cùng với sút gôn huấn luyện xem xét lại arsenal ở nóng người trước gần như không có bất kỳ chạm bóng ở nhiều lần tiến hành cơ bản nóng người sau lúc này mới bắt đầu tiến hành chạm bóng huấn luyện ống kính thỉnh thoảng ở hai bên đội viên giữa di động đồng thời cũng gia tăng chung kết khẩn trương không khí Hiện trường Arsenal cùng với người hâm mộ Seta đều là lớn tiếng hoang hô. Bất quá người hâm mộ Arsenal hiển nhiên càng có ưu thế, tiếng hoang hô của bọn họ lớn hơn một chút. Mặc dù không đạt tới sân nhà trong cái loại đó áp chế không khí, nhưng cũng đã đủ lệnh pháo thủ nhóm nghe được thanh âm của bọn họ. Từng tiếng hoang hô cùng với tiếng hát. Người hâm mộ Arsenal một khắc cũng không có ngừng nghỉ, Nhiệt tình của bọn họ cùng với bao hàm ý chí chiến đấu cũng đang không ngừng truyền lại cho Arsenal các cầu thủ. Rốt cuộc, nóng người kết thúc, hai bên cầu thủ trở lại trong phòng thay quần áo. Hiện trường cũng nên đón mở màn trước nóng trận. Ở hùng vĩ trong tiếng nhạc, đại biểu UEFA Europa League vô địch cúp xuất hiện. UEFA Europa League Cup được gọi là Bertoni Cup, bất quá bởi vì hình thù rất giống bình nước nguyên nhân, rất nhiều người cũng nguyện ý xưng là bình nước ly toàn thân bạc trắng chế tạo cúc, hiện ra hình bát giác hình, toàn thân giảng lược tháo vát, không có bất kỳ nắm tay. Ở không chính, mười mùa bóng đá cúp cải chế trước kia, UEFA điều lệ đặt trước Minh Phạm có câu lạc bộ liên tục 3 giới hoặc tổng cộng 5 giới đoạt được vô địch sau. Bọn họ nhưng vĩnh cửu cất giữ cúp. Nhưng cải chế sau, European Cup vô địch có thể đạt được một món cúp phục chế phẩm tiến hành sưu tầm. Mà từ câu lạc bộ liên tục ba giới hoặc là tổng cộng năm giới đạt được vô địch sau, bọn họ đem đạt được một đặc biệt đánh dấu chứng minh thay thế nguyên bản cúp. Dĩ nhiên loại quy định này đối với Arsenal cùng với Seta mà nói đều không phải là trọng yếu. Dù sao, hai chi đội bóng trước mắt liền một cúp vô địch cũng không có. Hoặc giả Serbia có hy vọng, bất quá Serbia đã ở Champions League trong gặp gỡ đào thải. Cúp xuất hiện sau, hiện trường không khí rõ ràng trở nên lửa nóng. Tất cả mọi người cũng rõ ràng, 90 phút tranh tài sau khi kết thúc sẽ có một phương câu lạc bộ nâng lên cái này hạng cúp. Cái này cũng là bọn họ một mùa bóng tới nay cố gắng bỏ ra chỗ. Đang kịch liệt tiếng hoang hô trong, hai bên đội hình chính cầu thủ đã thay đổi tranh tài áo đấu xuất hiện ở cầu thủ lối đi chính giữa. Nhạc Khải đeo đội trưởng phù hiệu, trong tay nắm cờ đội, đứng ở phía trước nhất vị trí. Bên cạnh cầu đồng nhóm thỉnh thoảng nghiêng đầu giáo giác, lộ vẻ đến vô cùng tò mò mà hai đội cầu thủ thời là vẻ mặt nghiêm nghị. Đối với tức sẽ nên đón tranh tài, bọn họ cũng cực kỳ ngưng trọng. Hai bên đội hình ra sân như sau, Arsenal, 4, 2, 3, 1 thủ môn, Martinez. Hậu vệ, Belen, Jimen, Hammo, Robertson. Trung tràng, Aubameyang, Kang, Wilsi, Nhạc Khải, Mane. Tiên phong, Lukaku. Seta, 4, 3, 3 thủ môn, Anvajet hậu vệ, Mariusz, Cabran, Roncalia, Castro. Trung tràng, Daniel. Vót, Radoja, Hermandes. Tiên phong, Atpas, Guidetti, Sito. Hai bên đều là toàn chủ lực xuất chiến. Không có thương tổn bệnh đối với cái này hai chi đội bóng thậm chí còn tràn này chung kết mà nói đều là một khá vô cùng tin tức tốt. Rất nhanh, ở trọng tài chính dẫn hạ, hai bên cầu thủ lướt qua cổng vòng đi vào sân đấu. Hiện trường tiếng hoan hô trở nên càng phát ra kịch liệt. ở ngắn mũi chụp chung sau, hai bên cầu thủ bắt tay. Đội trưởng hai bên cũng bị gọi tới trọng tài chính chỗ. Hai vị đội trưởng trao đổi cờ đội, tiến hành chọn một bên. Cuối cùng người trọng tài bắt tay, chạy hướng mỗi người nửa trận. Xe ta thu được dẫn đầu giao bóng cơ hội tiến công, mà Arsenal thời là lựa chọn bên trái nửa trận. Chờ đội trưởng hai bên tới đến vị trí sau xe tà trung phòng Guidetti đem cầu đặt tại vòng tròn giữa sân, chờ đợi tùy thời giao bóng. Khẩn trương không khí lan tràn. Trọng tài chính đè xuống tai nghe tiến hành cuối cùng xác nhận, chợt dưới tay phải vung, chạy ra vòng tròn giữa sân. Bén nhọn tiếng còi vang lên, tranh tài chính thức bắt đầu. Các nơi trên thế giới tiếp sóng đài cũng đang tiến hành kịch liệt báo cáo. 2016 2017 mùa bóng UEFA Europa League chung kết Arsenal nghênh chiến ta tranh tài nhìn thẳng bắt đầu. Tranh tài bắt đầu. Tranh tài bắt đầu. Tranh tài chính thức bắt đầu, trang này quyết định UEFA Europa League vô địch thuộc về tranh tài sẽ tại 90 phút sau cho ra câu trả lời. Ở đông đảo bình luận viên lợi mở đầu trong, ta giao bóng sau, dẫn đầu triển khai đánh lén. Radoja đột nhiên một cước đem quả bóng đá hướng bên phải phía trước cánh muốn tìm được Atpas tiến hành liên tuyến. Nhưng Atpas bên này mới vừa chạy mấy bước, phía trước liền bị một thân ảnh chen ngang, sau đó gắt gao kẹp lại vị trí. Chờ quả bóng rơi xuống đất, hắn đều không thể đụng chạm quả bóng. Seta lần đầu tiên đánh lén bị cảnh giác Arsenal nhẹ nhõm hóa giải. Chương 127, ghi bàn bị thổi xem bị nhạc khải cướp đi quả bóng bất đắc dĩ lắc đầu từ mới vừa rồi đối kháng tới phân tích tại thân thể đối kháng dưới tình huống hắn không cách nào cho nhạc khải gây đủ áp lực người sau căn bản là nhẹ nhõm đem quả bóng dừng lại cũng truyền cho đồng đội bất quá mấu chốt nhất chính là nhạc khải tập trung lực lần này đánh lén đã tính rất đột nhiên nhưng nhạc khải vẫn là làm ra phản ứng không thể không nói nhạc khải ở tranh tài vừa mới bắt đầu giai đoạn chuyên chú lực rất tốt Bên sân, Mourinho cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn thích nhất cầu thủ chính là nhạc khải như vậy. Năng lực cường hãn, hơn nữa cẩn thận cần cù. Tranh tài bắt đầu một khắc kia bắt đầu, nhanh chóng tiến vào tranh tài trạng thái, tích cực phòng thủ. Giống như lần này, nếu như đổi thành những người khác, có lẽ sẽ có buông tuồng cùng với khinh địch ý tứ, đưa đến lần này tấn công hoàn toàn đánh loạn bọn họ tiết tấu. Nhưng nhạc khải cũng không cho cơ hội như thế khải hoàn thành chặn lại xe ta có chút quá mức tưởng bở loại trình độ này đánh lén cùng với bóng bổng đối với khải phòng thủ diện tích mà nói cơ bản không cách nào tạo thành uy hiếp bất quá bọn họ ở mở màn sau hay là biểu hiện được vô cùng tấn công ý đồ bây giờ quyền kiểm soát bóng đi tới arsenal dưới chân pháo thủ nhóm sẽ như thế nào lựa chọn tấn công chiến thuật quả bóng lấy nhạc khải làm chủ không ngừng ở hai cái cánh trong tiến hành dời đi Mane cùng với Aubameyang cũng là thử dò xét tính tấn công, bọn họ đột phá chưa kiên quyết như vậy, càng nhiều hơn chính là lấy một loại thử dò xét làm chủ. Một khi không thấy được quá cơ hội tốt hoặc là không có ngoặt vào trong góc độ, bọn họ liền quả quyết truyền về. Wilson nhiều hơn sẽ tiến hành dời đi công tác. Mà đối phương phòng thủ xâm nhập quá sâu dưới tình huống, Wilson thời là sẽ đem quả bóng truyền cho Nhạc Khải, để cho Nhạc Khải tiếp tục truyền về sau đó đi cám dỗ đối phương phòng thủ cầu thủ chạy đến. Arsenal mở màn sau, đá chương pháp có độ. Ổn định tiết tấu hạ là cái loại đó tháo vát đơn giản phương thức tấn công, nhưng xe ta chính là không giành được cầu. Xe ta gia tăng tranh chấp lực độ, nhưng đối mặt Arsenal chuyển bóng, bọn họ luôn là có chút chậm nửa nhịp hoặc là gần nửa đập cảm giác. Khải đối với nhịp điều thi đấu nắm giữ là làm người khen ngợi, hắn rất hiểu như thế nào lợi dụng loại này chậm tiết tấu tới không ngừng phân tán sức chú ý của đối phương đồng thời ở thời khắc mấu chốt đến rồi paul Sơn hét lớn một tiếng chỉ thấy nhạc khải đột nhiên đem quả bóng phân cho wishi bản thân cấp tốc về phía trước wishi thông qua phối hợp bật tường đem quả bóng truyền về cho nhạc khải lúc này nhạc khải vị trí thoáng dựa vào trước nhưng chỉ cần hắn dừng lại điều chỉnh vị trí ở chuyền bóng chỉ biết bỏ qua tấn công thời cơ. Thời khắc thế này, nhạc khải chân phải rút lui, thắng trận hướng chân trụ phương hướng nhét vào, đồng thời thân thể thuận thế xoay tròn. Một chủng loại giống như Anthony xoay quanh bán thành phẩm, trực tiếp đem quả bóng gạt về bên trái khoảng trống chỗ. Bất quá Aubameyang không có thể trước tiên đuổi theo, hắn khởi động có một ngừng ngắt. Nhưng hắn thấy được khoảng trống chỗ quả bóng, lập tức khởi động bôn ba, dùng tốc độ miễn cưỡng ăn đối phương hậu vệ biên, đuổi kịp đối phương trung vệ trước sút gôn. Âm. Vội vàng phía dưới, quả bóng đá có chút quá đang. Đối phương thủ môn Alvarez đem quả bóng vững vàng ôm vào trong ngực. Ô ba do dự A. À. Hắn khởi động chậm nửa nhịp, nếu có thể ở khải ra chân một khắc kia liền khởi động, cái này cầu liền có nhiều hơn xử lý thời gian. Nói xong, Paul. Mason cảm khái nói, bất quá khải trạng thái là thật xuất sắc wc truyền bóng không có thể truyền chính xác dưới tình huống khải vậy mà lợi dụng xoay người phương thức dùng chân phải lòng trong chân đem quả bóng túi hướng khoảng trống loại này trong nháy mắt phán đoán cùng với động tác cũng đang nói rõ khải là một đúng nghĩa đỉnh cấp trung tràng hơn nữa giống như trước nói xe ta nhất định phải cẩn thận khải loại này đột nhiên khởi động khải là arsenal máy đếm nhịp động tác của hắn ở mức độ rất lớn quyết định arsenal phương thức tấn công lần này tấn công không có thể thành công, nhạc khải cùng với Aubameyang bọn người cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Aubameyang cùng Uishi cũng chủ động hướng nhạc khải giơ tay tỏ ý, hai người cũng đang bày tỏ ấy nấy. Một chạy chậm, một truyền ti. Bất quá dưới tình huống này, nhạc khải vẫn vậy truyền ra một cước tuyệt diệu truyền bóng, bọn họ cũng không nhìn được cảm khái nhạc khải cảm giác bóng. Arsenal tấn công lệnh Seta sợ hết hồn loại nhịp điệu này biến chuyển lệnh bọn họ thật khó thích ứng. Hơn nữa cái này là lần đầu tiên, Arsenal nếm thử hữu hiệu sau, đám người này tuyệt đối là lần nữa bài cũ soạn lại. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng thích ứng, hoặc là tiến một bước mở rộng phòng thủ phạm vi. Dĩ nhiên, bọn họ đồng thời còn phải chú ý nhạc khải. Nhạc khải tuyệt đối là Arsenal chủ yếu tiến công người khởi xướng, từ trên số liệu đến xem, Arsenal gần như 80% tấn công đều là từ nhạc khải dưới chân phát khởi. Dưới tình huống này, bọn họ mong muốn nhằm vào nhạc khải tiến hành nhất định hạn chế. Nhưng xem nhạc khải xoay người thẳng lui về đến nhà mình nửa trận dáng vẻ, bọn họ lại không thể làm gì chỉ có thể dương mắt nhìn. Khải rất thông minh, hắn lần này tấn công tuyệt đối sẽ trở thành xe kế tiếp chủ phải chú ý đối hướng, thậm chí không tiếc đối hắn tiến hành phạm quy. Nhưng Khải trực tiếp lui về đến nửa trận, để cho đối phương hết cách. Ateta nói xong, một bên Mourinho hít mắt nói, hơn nữa, ai nói khải ở nửa trận liền không cách nào xúi dục tấn công. Thời gian trôi qua 2 phút đồng hồ. Ở Arsenal lần lượt cám dỗ hạ, xe ta rốt cuộc không nhìn được lướt qua nửa trận tiến hành tranh chấp. Mà lúc này, Wilson đem quả bóng truyền về cho nhạc khải. Xem nhào hướng mình xe ta cầu thủ, nhạc khải hoành lột gia cầu, gạt đối phương trọng tâm dời đi sau, lập tức hồi khấu. Kéo ra thân vị nâng đầu quan sát. Nhạc Khải cùng ma nê ánh mắt mắt nhìn mắt. Nhạc Khải lập tức dương cung lắp tên. Nhất chân liền truyền. Đây là một cái cánh thẳng tắp cầu, tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng độ cao không cao. Loại này cầu làm đối phương hậu vệ biên rất khó tiến hành điểm rơi phán đoán. Hắn cảm giác mình chỉ cần bật cao là có thể cọ đến cầu. Mà khi xe ta hậu vệ biên chân chính bật cao thời điểm, quả bóng cò tóc bay qua rơi sau lưng mình. Nguy rồi. Marigut trong lòng kinh hãi. Xem từ bên cạnh mình cấp tóc sẽ qua Mane, Marigut làm bộ như trọng tâm không yên dáng vẻ, hung tợn bên nhào, trực tiếp đem Mane phóng ngã xuống đất. Hắn cũng không thể cho Mane lướt qua cơ hội của mình, một khi lướt qua bản thân điều này cánh. Bọn họ khung thành liền nguy hiểm. Marigut phán đoán 15, Mane đang đuổi cầu. Marigut rơi xuống đất đụng ngã Mane, đây là chiến thuật tính phạm quy, Seta không thể để cho Arsenal chạy đến phía sau mình nhận banh. Marigut cố ý đánh ngã Mane, cái này cũng lệnh hắn thu được trọng tài chính ở trận đấu này móc ra tờ thứ nhất thẻ vàng. Hơn nữa Arsenal cũng ở đây bên phải đến gần vòng cấm địa đường biên chỗ, đạt được một cước bóng chết cơ hội. Robertson chạy tới chủ phạt. Ở loại vị trí này bên trên, rất khó tạo thành trực tiếp đá phạt ghi bàn, vì thế nhạc khải cơ bản sẽ không chủ phạt loại này cầu nhiều hơn là chạy vào đi tranh bóng bổng lukaku nhạc khải hâm mô cũng chạy tới tranh bóng bổng ba người không có phân tán chỗ đứng mà là trực tiếp đứng thành một đoàn từ nhạc khải cùng hâm mô vây quanh lukaku tránh khỏi đối phương ở khởi động lúc bị đối phương phòng thủ cầu thủ quấy nhiễu bóng chết bắt đầu trước nhiều hơn hướng bóng bầu dục vận động nhạc khải cùng hâm mô vì lukaku bảo giá hộ tống Dĩ nhiên, dưới tình huống này, Seta cũng đem nhiều hơn chú ý đặt ở Lukaku trên người. Dù sao rõ ràng cao hơn một cái đầu chiều cao cùng với to con vóc người lệnh Seta cầu thủ cực kỳ kiên kỵ Lukaku. Bất quá nhạc khải cùng với hâm mô cũng không thể buông lỏng mặc kệ. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Robertson lập tức mở ra đá phạt. Quả bóng hiện ra một đường vòng cung phi thường trung lộ. Nhạc khải, Lukaku cùng với Hammo liều mạng đi phía trước chen, nhạc khải xuất hiện ở trước điểm vị trí, Hammo xuất hiện ở trung lộ, Lukaku thời là chạy đến phía sau, sau đó lên nhảy. Robertson chân này truyền bóng bay rất xa, rõ ràng cho thấy chạy phía sau đi. Mà ở nơi nào, Lukaku phi thân lên nhảy, cả người gần như cưỡi ở đối phương trung vệ Roncalia trên người, hung hăng đem quả bóng đỉnh vào gôn chính giữa. Lukaku Tiếng bén nhọn tiếng còi vang lên lukaku bên này không kịp chờ ăn mừng trọng tài chính liền làm ra phạm quy dùng tay ra hiệu tỏ ý lukaku ở đánh đầu thường có án áp đối phương phòng thủ cầu thủ động tác cái này ghi bạn không tính lukaku kích động chạy hướng trọng tài chính tiến hành biện bạch khó khăn lắm mới bắt được ghi bạn cứ như vậy bị thổi hắn nhưng không cam tâm nhưng ở lukaku lần lượt giải thích hạ trọng tài chính ánh mắt cũng biến thành bất thiện Nhạc Khải lập tức tiến tới, kéo ra Lukaku. Tiên sinh, chúng ta tôn trọng ngươi xử phạt, bất quá ngươi phải hiểu được. Trận đấu này là UEFA Europa League chung kết, rất nhiều người cũng đang chăm chú trận đấu này. Nhạc Khải ngầm đâm đâm làm áp lực. Cái này cũng lệnh trọng tài chính vốn định móc bài động tác vì đó mà ngừng lại. Nhạc Khải hơi nheo mắt lại. Cái này cái định mệnh tuyệt đối là có cái gì giao dịch ngầm. Trận đấu này, khó đá. Chương 128, Lòng chân Việt vị Bóng đá tranh tài phải không mệt có một ít âm u mặt, cứ việc tranh tài tận lực làm được công chính công bằng, nhưng giỏi mắt thế giới bất kỳ giải đấu cùng với đá cúp, sân nhà còi, bán độ vân vân đếm không xuể. Những thứ kia kèm thêm tranh cãi xử phạt càng là như vậy, nhưng như là đã đứng lên bóng đá sân đấu, như vậy trọng tài chính chính là sân đấu tuyệt đối quyền uy cái này là không thể lay động sự thật làm cầu thủ có thể làm chỉ là phát huy tốt nhất trạng thái thi đấu bắt lại tranh tài về phần tính sổ vấn đề chờ sau trận đấu khiếu nại là đủ ở nhạc khải chuyên nghiệp đời sống trong gặp phải sân nhà còi rất nhiều còn có ngoại hạng anh tứ đại tên còi trọng tài hạ cứng rắn thua hết tranh tài tình huống vì vậy nhạc khải rất rõ ràng lúc này cùng trọng tài chính đi tiến hành quá nhiều tranh biện sẽ chỉ làm bên mình lâm vào càng thêm hỏng bét tình huống. Nhạc Khải đem Arsenal các đội viên cưỡng ép kéo ra, đối với cái này xử phạt, Nhạc Khải không có tiến hành quá nhiều biện bạch, bất quá áp lực vẫn là phải cho. Dưới trận, Mourinho cùng Ateta đã xông về thứ tư quan viên, bọn họ hướng thứ tư quan viên gầm thét trống giận đem áp lực một chút xíu gây quá khứ. Arsenal cái này ghi bàn bị thổi, đây là một cái mang theo một tia tranh cãi xử phạt, nếu như đặt ở ngoại hạng anh xích độ mà nói cái này ghi bàn hoàn toàn không có vấn đề nhưng cái khác thi đấu khu cũng không có ngoại hạng anh kịch liệt như vậy đối kháng hơn nữa cái này cũng nói rõ trọng tài chính xử phạt rất nghiêm nghị arsenal cần phải thu lại một chút động tác ghi bàn bị thổi xe nhặt về một cái mạng bất quá bọn họ cũng cần thiết phải chú ý arsenal đột nhiên phát lực một khắc kia đây cũng không phải là lần đầu tiên nếu như ở để cho Arsenal đá ra như vậy tiếc tấu, đối với bọn họ mà nói Cũng không phải là một tin tức tốt Arsenal nhanh chóng trở về thủ ta thủ môn xem không có trực tiếp chuyện bóng tìm trung phong cơ hội Hắn chỉ có thể đem quả bóng lái đến hậu vệ biên chỗ ta bên này mới vừa giao bóng, Arsenal liền bắt đầu tiến hành kịch liệt tranh chấp Có lẽ là cái trước ghi bàn bị thổi, trong lòng có khí Arsenal tranh chấp phá lệ kịch liệt cùng với tích cực mà cái này cũng đưa đến xe ở hậu phương đảo cầu có chút không trôi chảy xe ta hậu vệ biên xem nhanh chóng áp sát Arsenal tiên phong hắn lập tức xoay người đem quả bóng truyền ngang cho trung vệ để cho trung vệ tiến hành dời đi nhưng cái này truyền bóng ở hoảng hốt trong rõ ràng có chút truyền lớn quả bóng lướt qua trung vệ lăn hướng một bên kia thấy cảnh này Obama làm sao có thể buông tha cho loại này cơ hội tốt. Hết tốc lực xong về quả bóng. Cùng lúc đó, xe ta trung vệ Roncalia cũng là nhất chân chạy như điên. Hai người khoảng cách quả bóng càng ngày càng gần, gần như là đồng thời đến. Nhưng Obama nhanh như vậy chút chút, hắn dẫn đầu đưa ra chân đem quả bóng chọn lấy một cái. Khơi màu tới quả bóng đụng vào Roncalia trên cánh tay, lại đụng vào Obama ngực bay về phía vòng cấm địa phương hướng lần này. Aubameyang lập tức lướt qua đối phương xông về quả bóng. Xe ta tuyến phòng ngự lần nữa lâm vào nguy cơ. Castro truyền bóng sai lầm, Roncalia cùng Aubameyang tại tranh đoạt quyền kiểm soát bóng, Aubameyang. xông tới. Hắn tất. Bén nhọn tiếng còi vang lên, trọng tài chính chỉ hướng xe ta phương hướng, chợt lại vỗ một cái cánh tay của mình tỏ ý đây là một cái bóng ném. Lần này Arsenal vỡ tổ tấn công có lợi đây là tấn công có lợi tại sao phải thổi cho dù là đối phương bóng ném đây cũng là tấn công có lợi obama dàn khí ánh mắt cũng đỏ lên mới vừa rồi kia rõ ràng liền tạo thành thế một đối một hắn hoàn toàn có thể một chọi một đối mặt với đối phương thủ môn sáng tạo tuyệt hảo súc gôn cơ hội nhưng loại này cầu lại bị trọng tài chính thổi bóng ném arsenal các cầu thủ cũng là từng cái một vây quanh không ngừng vây công trọng tài chính. Mourinho cũng là lần nữa xông về thứ tư quan viên. Toàn bộ sân đấu trở nên vô cùng hỗn loạn. Hiện trường người hâm mộ Arsenal càng là dùng từng lớp từng lớp hư thanh biểu đạt bất mãn. Giờ khắc này, toàn bộ Puskas sân vận động tràn đầy đầy trời hư thanh. Đối mặt Arsenal cầu thủ vây công, trọng tài chính một bên lui về phía sau, một bên dùng ngón tay trỏ tả hữu đông đưa. Bày tỏ sẽ không sửa đổi xử phạt. Arsenal đều sắp tức giận điên rồi. Nếu như là ở vòng cấm địa bên trong, ngươi thổi cái bóng ném vậy thì thôi. Cái này rõ ràng ngoài vòng cấm địa, Arsenal cũng thế một đối một, ngươi con mẹ nó thổi một bóng ném. Arsenal khiếu nại không có kết quả. Bất quá Aubameyang vẫn không thuận không buông tha tiến hành kháng nghị. Trọng tài chính lập tức móc ra thẻ vàng. Lần này, Aubameyang cùng với nhạc khải bọn người sửng sốt một cái. Obama cả khuôn mặt chợt biến đỏ, vừa muốn bước ra một bước, nhạc Khải dành trước đem Obama Giang ngăn lại, bình tĩnh một chút. Nhạc Khải khẽ quát một tiếng. Obama Giang quay đầu, quỷ khuất nói, hắn thổi còi đen. Nhạc Khải gật đầu một cái, ngưng trọng nói, loại thời điểm này càng cần hơn tỉnh táo, trọng tài chính rõ ràng cho thấy nghiêng về xe ta, chúng ta bất kể xe ta là làm sao làm được, nhưng vì thắng lợi chúng ta không thể tiếp tục tiếp tục như thế. Nghe vậy, Aubameyang chỉ có thể lộ vẻ tức giận quay đầu rời đi. Cuối cùng, trọng tài chính cho Arsenal xử phạt một ngoài vòng cấm địa bóng chết. Nhạc khải chủ phạt bóng chết. Quả bóng thoáng cao hơn xà ngang bay đi. Khải không có thể nắm chặt lần này đá phạt cơ hội, bất quá từ pha quay chậm trong. Chúng ta cũng có thể thấy được xe ta cầu thủ xác thực bóng ném, nhưng ở arsenal tấn công có lợi dưới tình huống thổi bóng ném phạm quy cái này cũng có chút không hợp lý paul ma Sân hơi có vẻ uyển chuyển biểu đạt một bên đi sơn thời là tức giận nói hắn đang thiên vị xe ta tất cả mọi người cũng có thể nhìn ra được paul ma Sân không có tiếp lời nhưng hắn cũng đồng ý cái quan điểm này trước mấy truyền hình người hâm mộ arsenal càng là đã điên rồi luân đôn các cái quầy rượu trong người hâm mộ arsenal khí kêu la như sắm bọn họ hận không được chạy đến hungary sẽ xác cái này trọng tài chính bất quá tranh tài vẫn là phải tiếp tục arsenal hai lần cơ hội tuyệt hảo đều bị trọng tài chính phá hủy hiển nhiên trọng tài chính mong muốn chủ đạo trận đấu này thắng bại kế tiếp động tác cũng thu liễm một chút đừng cho trọng tài chính bất kỳ gây sự cơ hội nhạc khải nói xong nhìn về phía uy si đạo Ngươi cũng thu vừa thu lại tính tình, ta biết các ngươi cũng rất tức giận, ta cũng như vậy, nhưng vì thắng lợi, chúng ta nhất định phải đá một trận sạch sẽ tranh tài. Nghe vậy, Arsenal các đồng đội từng cái một gật đầu. Trong bọn họ trong lòng vẫn vậy tràn đầy bất mãn, nhưng không có cách nào. Lúc này bọn họ chỉ có thể nhận thua. Bên kia, Mourinho thời là vẫn ở chỗ cũ cho thứ tư quan viên làm áp lực thậm chí bày tỏ sau trận đấu hắn đem vận dụng tất cả quan hệ hướng UEFA khiếu nại. Cứ việc Mourinho nhân duyên không tính quá tốt, nhưng hắn ở bóng đá sức ảnh hưởng hay là rất sâu. Cái này uy hiếp rõ ràng cho thấy có hiệu quả. Thứ tư quan viên sau khi rời đi, dùng Michael cùng trọng tài chính không biết nói chút gì. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Đối phương thủ môn trực tiếp chân to mở ra. Nhạc khải chạy đến điểm rơi, dẫn đầu hoàn thành lên nhảy, cướp ở đối phương cầu thủ trước đem quả bóng đỉnh cho đồng đội, rơi xuống đất, nhà khải hai tay giơ lên, tỏ ý bản thân không có đụng chạm đối phương cầu thủ. mà trọng tài chính tắc hơi hơi nheo mắt lại, chợt quay đầu chạy hướng quả bóng phương hướng. cho dù là có thiên vị tính, nhưng Arsenal ngành thực lực hay là cao hơn Celta, điều này cũng làm tạo thành Arsenal vẫn vậy nắm trong tay trung tràng tuyệt đối dẫn trước. mấu chốt là hai cái này tranh cãi xử phạt sau trọng tài chính cũng không dám trong thời gian ngắn lần nữa thiên vị xe ta cái này cũng đưa đến arsenal tấn công trở nên vô cùng trôi chảy bất quá ở mất đi thân thể đối kháng sau arsenal tấn công rõ ràng có chút không cách nào tạo thành uy hiếp đối diện là liều mạng ở phòng thủ arsenal tiến vào vòng cấm địa sau hận không được trực tiếp sáng giày đinh mà arsenal thời là căn cứ vào bị động tình cảnh chỉ có thể lần lượt dựa vào chuyền bóng xé ra khoảng trống tìm cơ hội 31 phút, Arsenal ở ngoài vòng cấm địa, dựa vào không ngừng nhanh chóng truyền, dính dấp đối phương tuyến phòng ngự. Ở lần lượt nhanh chóng truyền hạ, xe ta tuyến phòng ngự đã sớm thần kinh căng thẳng tuyến sụp đổ. Trung vệ Roncalia quá mức sốt ruột trước cướp đưa đến phía sau xuất hiện khoảng trống. Mà Lukaku thấy được cơ hội này, lập tức cùng Uyxi hoàn thành phối hợp bật tường. Ở Lukaku tính toán sút gôn một khắc kia tiếng còi đúng kỳ hạn tới. Trọng tài biên dơ lên, tỏ ý việc vị. Lukaku mở ra tay, hướng về phía trọng tài biên thẳng lắc đầu. Hắn ở tỏ ý bản thân không có việc vị. Chợt, hắn lại kéo xuống cầu vớ, rút ra ra bản thân một cọng lông chân. Là nó việc vị sao? Paul. Ma Sơn gò má cũng ở đây trừ động. Thông qua pha quay chậm, chúng ta có thể thấy được, cái này rõ ràng không có việc vị, ở WC chuyện bóng một khắc kia, Lukaku cùng đối phương một tên sau cùng cầu thủ Cabran tạo thành song song chỗ đứng, thậm chí Lukaku muốn thoáng lạc hậu như vậy một chút điểm. Dưới tình huống này, trọng tài tổ hay là xử phạt Arsenal việt vị? Đi sân cười lạnh. Người thứ ba. Ta rất chờ mong trọng tài chính muốn thổi rất Arsenal mấy lần suốt gôn cơ hội. Chương 129, ghi bàn Liên tục bị thổi ba lần sút gôn, là một người cũng sẽ có lòng tự bên trên phụ động. Nhạc Khải ánh mắt trở nên càng phát ra hung hăng, một hai lần vậy thì thôi, nhưng bây giờ trọng tài chính rõ ràng mong muốn chơi lưu manh. Hơn nữa cái này chỉ là Arsenal tấn công lúc, tương lai có thể ngày một nhiều hơn, ở bọn họ phòng thủ giai đoạn cho bọn họ ngán chân. Dù sao ở phòng thủ trong, thân thể đối kháng là kịch liệt nhất, đối mặt không công chính xử phạt, đây cũng là dễ dàng nhất xảy ra vấn đề Marxist. mắc xích mắt thấy hơn nửa hiệp thời gian lập tức đã sắp qua đi xe ta cũng ở đây trọng tài chính che chở cho tăng lên không ít tấn công arsenal ở phương diện phòng thủ vẫn là lộ ra cực kỳ vững chắc nhưng bọn họ vẫn còn có chút lẫy ba lẫy bảy dù sao trọng tài chính nhưng là nghiêng về đối diện trời mới biết trọng tài chính tiếng còi sẽ vào lúc nào điểm vang lên cũng may trọng tài chính cũng không tiến hành cái loại đó quá mức khoa trương xử phạt hơn nữa xe ta tấn công cũng rất khó tiến vào Arsenal vòng cấm địa bên trong. Cho dù là từng có sút gôn, cũng bị Arsenal hậu vệ hoàng Mỹ tiến hành che kín. 42 phút lúc, xe ta mở ra phạt góc. Hâm đang hoàn thành rơi vị, đem quả bóng đỉnh cho Willi. Ở Willi chạm bóng một khắc kia. Nhạc Khải đã về phía trước chạy như điên. Đồng thời Lukaku, Aubameyang cùng với Mane cũng là giống như vậy. Arsenal đang phản kích lúc, tốc độ của bọn họ cùng với tiết tấu cũng trực tiếp kéo căng. Wishy quả quyết đem quả bóng phân cho tốc độ nhanh nhất Aubameyang. Nhạc khải dọc theo trung lộ chạy như điên, mắt thấy lập tức liền muốn đi vào vòng cấm địa, trong lúc bất chợt nhạc khải dừng bước, mặc cho Lukaku cùng với đối phương phòng thủ cầu thủ tiến vào vòng cấm địa chính giữa. Mà lúc này dốc biên Aubameyang đột nhiên dừng lại cùng với khởi động, kéo ra nửa thân vị ngoặt vào trong, lấy đảo tam giác phương thức đem quả bóng truyền cho ngoài vòng cấm địa nhạc khải. Nhạc khải dẫn đầu quan sát khung thành, khung thành chỗ đứng đến gần bên trái, mong muốn trước tiên tiến hành dời đi cản phá là không thể nào. Nếu như nhạc khải lựa chọn dừng bóng điều chỉnh, hắn sẽ phải bỏ qua lần này sút gôn cơ hội. Nghĩ tới đây, nhạc khải ở bên thân dưới tình huống, đón quả bóng dùng chân trái hung hăng cứa bóng. Lòng trong chân sút gôn, ở sút gôn một khắc kia có một ngoài lật động tác, tương tự với lá rụng cầu đuổi, nhưng lại tăng lên xoay tròn. Quả bóng trên không trung xẹt qua một đoạn đường vòng cung, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, quả bóng tinh chuẩn chui vào đối phương khung thành gốc trên bên phải gốc chết chính giữa. Bạch Quả bóng nhập lưới Nhạc Khải ở ghi bàn sau, cũng không lựa chọn ăn mừng, mà là trực tiếp xoay người nộ trừng trọng tài chính. Cùng lúc đó, hiện trường người hâm mộ Arsenal cũng là chợt trống giận. Ghi bàn kịch liệt tiếng gầm gừ che mất toàn bộ sân bóng. Người hâm mộ Arsenal ánh mắt hung ác, tiếng gầm gừ giống như lôi đình. Bọn họ đã bị thổi ba lần sút gôn. Lần này tổng không có lý do gì đi. Hoàng Mỹ sút gôn. Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, Khải không cùng người tiến hành bất kỳ thân thể đối kháng, hắn cũng không có thuộc về việc vị vị trí. Đối phương cầu thủ càng là không có bóng ném cơ hội, cái này cầu. Paul ma sơn nhìn chằm chằm trong màn ảnh trọng tài chính giờ khắc này trọng tài chính cảm nhận được đến từ bên trong sân ngoài cái loại đó áp lực cực lớn thật giống như nếu là hắn dám phán định là không ghi bàn những người này cũng sẽ chạy xuống xé xác hắn như vậy trọng tài chính đầu tiên là liếc nhìn nhạc khải chợt xoay người chỉ hướng vòng tròn giữa sân tất ghi bàn hữu hiệu arsenal ở hiệp đầu giai đoạn sau cùng hoàn thành xuất gôn đạt được dẫn trước Xoạt. Lần này, nhạc khải cùng với hiện trường người hâm mộ Arsenal mới bắt đầu hoang hô lên. Cho đến xác nhận ghi bàn sau, bọn họ mới tùy ý ăn mừng. Có thể thấy được trước trọng tài chính xử phạt hạ, bọn họ có bao nhiêu bị động. Nhạc khải kích động nhảy, trên không trung gắn sức vung quyền. Cái này ghi bàn đem nội tâm lửa giận cùng với bất mãn cũng phát tiết ra ngoài. Mà Arsenal các cầu thủ cũng là trong khoảnh khắc vây quanh, trên mặt bọn họ treo đầy nụ cười cùng với vẻ đắc ý cho dù là nghiêng về tính xử phạt lại làm sao. Ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, những thứ này đều là tôm tép nhảy nhét. Arsenal đạt được dẫn trước ghi bàn, ở loại thời khắc mấu chốt này, khải lần nữa ngăn cơn sóng dữ. Hắn hay là cái đó mấu chốt tiên sinh, ở Arsenal lâm vào nguy cơ một khắc kia Big Mom đứng dậy. Ghế huấn luyện chỗ, Mourinho mấy người cũng là ra sức vung quyền cái này ghi bàn quá mấu chốt ở trọng tài chính nhằm vào hạ nếu như bọn họ không có thể thu được phải ghi bàn cũng kéo dài bị nhằm vào các đội viên tâm tính rất dễ dàng xảy ra vấn đề đưa đến tranh tài toàn thân tiết tấu bị phá hư cho nên nói nhạc khải tổng là có thể đưa đến mấu chốt tác dụng giống như giờ khắc này vậy arsenal ghi bàn cái này lệnh xe ta các cầu thủ nét mặt có chút buồn bực bọn họ đã rất cố gắng phòng thủ hơn nữa có nhất định bên ngoài sân nhân tố gia trì hạ bọn họ vẫn vậy không cách nào dẫn đầu đạt được cơ hội của ghi bàn từ trước nhiều lần tấn công trong bọn họ liền đã cảm nhận được đến từ arsenal phòng thủ cường độ nhiều tiếng vòng cấm địa nhiều ở vòng cấm địa bên trong đột phá xe ta hậu vệ không chịu nổi hắn hướng đám tiên phong trống giận đám này khờ nhóm thật sự là đủ rồi không tiến vào vòng cấm địa cho dù là trọng tài chính muốn giúp đỡ, hắn cũng không tìm tới cơ hội. Cho nên nói, tiến vào Arsenal đi vào đột phá A, cuối cùng bị trật chân té, sau đó gạt penalty. Xe ta hậu vệ lời nói lệnh đám tiên phong sửng sốt một cái, chợt nhìn thẳng vào mắt một cái. Cứ việc trong nội tâm luôn là có chút không cam lòng, nhưng bọn họ còn là muốn thắng được tranh tài. 44 bốn bốn phút tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu để lại cho ta tấn công cơ hội không nhiều lắm. Nhưng bọn họ ở mất bóng sau tấn công trở nên càng thêm kịch liệt, hơn nữa trước chọn lựa ngoài vòng cấm địa tìm cơ hội chiến thuật cũng là bị ném bỏ. Bây giờ ta cầu thủ chỉ cần có cơ hội liền muốn đi vào Arsenal vòng cấm địa đi dẫn bóng, mà loại này lối đá lệnh Arsenal các hậu vệ lộ vẻ đến vô cùng khó chịu. Nếu như là cả trận đấu, tình huống như vậy, bọn họ có thể dùng kinh nghiệm tới tiến hành vững chắc phòng thủ. Nhưng bây giờ vấn đề là trọng tài chính là nghiêng về A, à, chỉ cần trên tay của bọn họ có hơi một chút xíu động tác, trọng tài chính liền không chút do dự thổi còi. Xe ta mỗi một lần tấn công lúc, bọn họ cũng có thể thấy được trọng tài chính mắt không chấp nhìn bọn họ chầm chầm, liền ở nhìn bọn họ chầm chầm bị lỗi. Vì thế, Arsenal các hậu vệ động tác mong muốn thu liễm một chút, mà dưới tình huống này. Phòng thủ độ khó không thể nghi ngờ là gia tăng thật lớn nhưng liền sợ người ta là cố ý, đối mặt một nghĩ muốn tìm lỗi người, bao nhiêu né tránh đều là không có tác dụng. 45 phút đồng hồ, gần tới tranh tài kết thúc một khắc kia. Xe ta bên tiên phong Atpass ở đột nhập Arsenal vòng cấm địa lúc cùng Robertson sinh ra trên thân thể triển đấu, cuối cùng Robertson bị Atpass trật chân té. Nhưng muốn chết chính là, chợt nhìn, rất như là Robertson trật chân té Atpass, chân của hai người đang chéo ở chung một chỗ. Dưới tình huống này, trọng tài chính quả quyết thổi còi. Tất. Penalty. Nhạc khải xuôi hung hăng huy động đùi phải. Arsenal các cầu thủ càng là lần nữa vây lại. Hiện trường người hâm mộ Arsenal càng là đã vỡ tổ, bắt đầu điên cuồng chửi rủa trọng tài. Đây là lịch sử xấu xí nhất UEFA Europa League chung kết. Các người ở ngay trước toàn thế giới người hâm mộ mặt ở biểu diễn nhất bẩn thiểu bóng đá. Ngươi cái này là đối với mỗi một cái người Arsenal phạm tội. Mourinho khí đỏ bừng cả khuôn mặt, hướng thứ tư quan viên gầm thét. Nước miếng cũng phun đến thứ tư quan viên trên mặt, người sau chê bai xoa xoa mặt, cách khá xa một ít. Có lẽ là có chút đối lý, người này lại là không có nhắc nhở trọng tài chính cho bài. Mourinho cũng là ở Ateta lôi kéo hạ, trở lại ghế huấn luyện. Dọc theo đường đi, Mourinho cũng là hùng hùng hổ hổ. Bây giờ thế cuộc đã định, xe ta bị xử đá phạt đền. Martinez đi về phía khung thành tuyến. Ở xử đá phạt đền sau, nhạc khải chạy đến Martinez trước người, vỗ bả vai của đối phương nói, tin tưởng chính ngươi, làm ra phán đoán sau liền lập tức tiến hành cản phá, không cần phải sợ mất bóng đưa đến không dám chụp bóng, tin tưởng chúng ta, cho dù là mất bóng, chúng ta cũng có thể ở đá trở lại. Nhạc khải mấy lời nói giảm bớt Martinez nội tâm không ít băng khoăn. Nhạc Khải cũng là vỗ một cái bả vai của đối phương. Lúc này mới chạy ra cấm khu. Martine là một ưu tú thủ môn, hắn nhào điểm năng lực cũng rất mạnh. Đặc biệt là hắn cao tới to con vóc người, đứng ở khung thành trước, thật giống như lấp kín tường vậy, cho penalty tay mang đến áp lực tâm lý là rất lớn. Atpass lúc này chính là loại cảm giác này. Thấp thỏm, khẩn trương, lo âu chờ chút. Đón cổ này không khí, Atpas khởi động chạy đà, sút gôn. Chương 130, Arsenal trước cửa lấp kín tường. Atpas chạy đà. Sút gôn. Martinez. Nhào ra đến rồi. Thượng đế. Hắn nhào ra đến rồi. Paul. Mason cùng đi sân trực tiếp từ ghế ngồi bắn ra lên nhảy, hai người kích động gầm thét. Martine. Đặc sắc cản phá, Hoàng Mỹ che kín Atpas sút hắn chính xác phán đoán trước Atpas penalty tâm lý, lần này penalty chưa đi đến cho Seta lại một lần nữa trọng đại tâm lý đã kích. Martine, đến từ Argentina thủ môn. Biểu hiện của hắn đơn giản quá tuyệt vời. Hắn giống như lấp kín tường vậy bảo vệ Arsenal khung thành. Martine đang hoàn thành cản phá sau. Kích động vung quyền phát tiết chợt hắn lại xoay người, mặt hướng xe ta cầu thủ, cả người dẫy dỗ bả vai cùng với cánh tay tiến hành dẻo cợt. Trên khán đài người hâm mộ Arsenal cũng mau cao hứng điên rồi. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không ít mắng chửi người. Phế vật. Penalty cũng đá không tiếng. Giải nghệ đi. Phế vật. Trọng tài chính nghiêng về cũng không có có thể để các ngươi ghi bàn, một ban thằng hề. Cút về đi. Bẩn thiểu đám gia hỏa. Arsenal. Vạn tuế. Martinez, Ha <laughs> ha ha ha. Hiện trường đại lượng người hâm mộ Arsenal điên cuồng cười to cùng với dẻo cợt. Mà tiếng cười của bọn họ rơi vào xe ta cầu thủ trong tay chính là nhất chói tai dẻo cợt. Từng cái một xe ta cầu thủ trên mặt đều có chút nóng lên. Bọn họ biết trọng tài chính lệch hướng mình, thậm chí cho bọn họ một penalty gỡ hòa tỷ số cơ hội. Nhưng bọn họ vậy mà không có thể nắm chặt không có cái gì so cái này càng thêm thương sĩ khí chuyện. Xem xét lại, Arsenal phương diện tắc là bởi vì quả phạt đền này sĩ khí đại chấn. Tất cả mọi người hưng phấn cũng nhảy lên. Bọn họ vây quanh Matine cười vô cùng rực rỡ. Mà trọng tài chính nét mặt cũng là lúc xanh lúc trắng, hiển nhiên hắn cũng vì xe ta biểu hiện cảm thấy ảo não. Cuối cùng, quả phạt đền này sau, tranh tài tiến vào trung tràng nghỉ ngơi giai đoạn. Trở lại phòng thay đồ, arsenal các cầu thủ vẻ mặt vẫn cực kỳ ngưng trọng bởi vì hơn nửa hiệp không công chính đãi ngộ bọn họ ở toàn bộ hơn nửa hiệp tiêu hao rất lớn hơn nửa nửa hiệp sau lại sẽ xuất hiện tình huống gì bọn họ thật không thể nào đoán trước nếu như trọng tài chính lại không biết xấu hổ một chút cho nhiều mấy cái penalty bọn họ liền thật sự có chút gánh không được hơn nửa dưới tình huống này phòng thủ chưa chắc là một cái lựa chọn tốt một khi xe ta tiến vào bọn họ vòng cấm địa. Bọn họ cũng không dám làm quá nhiều động tác. Đem nguy hiểm đặt ở vòng cấm địa ra. Mourinho thần sắc nghiêm túc nói. Hắn cũng rất rõ ràng, không thể ở cho penalty. Trong trước trận nhiều tiến hành tranh chấp, tuyến phòng ngự ở đối phương tiến vào vòng cấm địa sau, nhiều hơn tiến hành tốt nhất cướp, tốt nhất đem nguy hiểm bóp chết ở vòng cấm địa ra, tuyệt đối không thể để cho đối phương tiến vào vòng cấm địa đồng thời Mourinho quay đầu hô, Koscielny, Mutafi đi nóng người. Mourinho đã làm tốt hai vị trung vệ chủ lực ăn thẻ vàng ý định. Một khi bọn họ ăn thẻ vàng, liền lập tức đổi lại. Nếu như không thay đổi tới, dựa theo tình huống trước mắt, thật có thể hai vàng thành đỏ. Dĩ nhiên, trực tiếp thẻ đỏ có khả năng cũng có. Bây giờ Mourinho chỉ có thể tạo được cái đó trọng tài chính có thể muốn chút mặt. Thông báo câu lạc bộ sau trận đấu lập tức bức tốc cái này hỗn độn, để cho câu lạc bộ vận dụng tất cả quan hệ, chúng ta nhất định phải để cho những người này hiểu, một khi chọc tới chúng ta, chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Arsenal làm lịch sử lâu đời câu lạc bộ, bọn họ ở bóng đá năng lượng cùng với mạng giao thiệp là không thể đo lường. Bọn họ quyết tâm muốn làm một trọng tài chính. Không dám nói nhẹ nhõm, nhưng còn có thể tiến hành sửa trị. Một gian khác trong phòng thay quần áo, xe ta huấn luyện viên trưởng Belisa thời là phẫn nộ gầm thét. Ngôn ngữ của hắn cực kỳ kịch liệt, trong nội tâm tràn đầy phẫn quốc. Hắn vì những thứ này cầu thủ giận không nên thân. Trọng tài chính cũng như vậy hỗ trợ, bọn họ vậy mà không có thể thu được phải một ghi bàn. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, mang theo nhiều năm như vậy đội bóng có phải hay không bị đánh tráo rồi. Khi tiến vào chung kết sau, đám người này từng cái một trở nên xa lạ lên bọn họ không ở nóng lòng tranh tài, thật giống như đã đạt thành nào đó kỳ vọng bình thường. Tất cả mọi người ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Nằm trong loại trạng thái này, bọn họ như thế nào đánh bại Arsenal? Hiện tại hắn mong muốn đem những người này mắng tỉnh, nhưng hắn phát hiện cái này thật giống như không có có tác dụng gì, đám người này từng cái một cúi đầu, chỉ lo khổ sở, căn bản không hề đụng đáy bắn ngược ý tứ. Cứt chó. Belisa phẫn nộ dậm chân. Hiện tại hắn thật cảm giác cái đoàn đội này có đủ chán ghét. Còn có, hắn tại sao phải biến thành cái bộ dáng này? Nhưng không cho Belisa quá nhiều tiến hành điều chỉnh, trung tràn thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Hắn đơn giản bố trí nửa hiệp sau chiến thuật, vẫn là lấy tấn công làm chủ, có cơ hội liền hướng vòng cấm địa trong chui, còn lại giao cho trọng tài chính. Cứ việc đây là mịt mờ biểu đạt, nhưng các đội viên cũng nghe hiểu. Nửa hiệp sau hai bên trở lại sân bóng trong trao đổi nơi chốn đổi sân đá tiếp hai chi đội ngũ hai bên cầu thủ áo đấu đều bị sân cỏ dính vào một tầng màu xanh lá người không biết cho là đối kháng cực kỳ kịch liệt nhưng chỉ có hiện trường người hâm mộ mới biết những thứ này vùng có đều là đang ở tình huống nào tạo thành đặc biệt là đối với arsenal cầu thủ mà nói bọn họ cả nửa trận đều ở đây bỏ mạng chạy như điên lúc này mới thu hoạch một ghi bàn Bất quá nửa hiệp sau 45 phút đồng hồ vẫn còn, bọn họ có thể hay không tiếp tục kiên trì. Đem nguy hiểm đẩy ra vòng cấm địa ra, chớ quên. Nhạc Khải ở trước khi bắt đầu tranh tài, nhắc nhở lần nữa một cái các đội viên. Các đội viên cũng là rối rít gật đầu. Hiện trường người hâm mộ Arsenal tiếng hoang hô trở nên càng thêm dâng cao. Đang đối mặt không công chính đãi ngộ dưới tình huống, bọn họ có thể làm chỉ là dựa vào tiếng hoang hô đến mang cho các đội viên sĩ khí bên trên khích lệ. Hơn nữa dưới tình huống này, bọn họ cũng biến thành chưa từng có đoàn kết lại. Làm chết. Xe ta. Đây là mỗi một cái người Arsenal hoạt động tâm lý. Nửa hiệp sau, Arsenal dẫn đầu giao bóng. Giao bóng sau, Arsenal bắt đầu tiến hành khống chế bóng truyền. Cứ việc ở Mourinho bố trí chiến thuật hạ, bọn họ đã rất lâu chưa từng tiến hành loại này truyền khống lối đá. Nhưng có nhạc khải cùng với uy hai cái này giữ bóng điểm, bọn họ rất nhanh liền thích ứng xuống. Arsenal là không nóng nảy tấn công, bọn họ bản thân nắm giữ ưu thế, hơn nữa bọn họ càng muốn thời gian cứ như vậy một chi chảy xuôi đi xuống. Bất quá xe ta hiển nhiên mong muốn gỡ hòa tỷ số. Bọn họ còn chưa buông tha cho. Thấy được Arsenal không chủ động tấn công, mà là tiến hành khống chế bóng truyền sau, bọn họ liền trở nên càng thêm sốt ruột. Bọn họ bắt đầu ở trong trước trận tiến hành kịch liệt tranh cướp, nhưng Arsenal cũng không đủ hệ thống chống đỡ truyền thống lối đá hạ, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào lần lượt phá bóng về phía trước truyền bóng. Tận lực để cho nguy hiểm cách xa vòng cấm địa. Bất quá xe ta phản pháo rất kịch liệt, đặc biệt là Atpas ở cánh đột phá. Nhạc khải phòng thủ cũng cần cố kỵ trọng tài chính, vì vậy không dám quá độ sử dụng thân thể mà là lợi dụng đột nhiên ra chân tới cắt bóng hoặc là chặn lại nhưng cái này hết sức hạn chế nhạc khải phòng thủ phát huy cũng may robertson có thể thuận lợi bọc lót cái này mới đưa đến arkpas không thể ở cánh tùy ý thi triển nhưng dù vậy arkpas cũng giết vào qua hai lần vòng cấm địa bất quá bởi vì bị quấy nhiễu nghiêm trọng hâm mô có thể nhẹ nhõm chân to đem quả bóng giải vây đi ra ngoài Arsenal ở nửa hiệp sau tình huống lộ ra muốn càng thêm hỏng bét một ít. Bất quá, bọn họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ tin tưởng, một khi tìm được cơ hội phản kích, bọn họ là có thể ghi bàn. Arsenal ở trong trước trận tranh chấp rất tích cực. Các hậu vệ nhào lên cướp cũng rất quả quyết, bọn họ không dám để cho xe ta đánh vào vòng cấm địa chính giữa. Paul Mason trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh bỉ đạo, chúng ta không thể không thừa nhận, trận đấu này ở ngoài sân nhân tố quấy nhiễu hạ biến làm cho người khác nôn mửa đi sân arsenal thực lực rõ ràng cao hơn với xe hơn nữa còn là cái loại đó chênh lệch cực lớn mà bọn họ sở dĩ còn giữ vững ở nơi này tỷ số ta nghĩ tất cả mọi người cũng rất rõ ràng hiện trường người hâm mộ arsenal đầu trọc ta sẽ đem đầu của ngươi gõ nát tranh tài kết thúc chớ đi ta sẽ xé xác ngươi ta sẽ xé ra bụng của ngươi. Đưa ngươi ruột thắt nút. Người hâm mộ Arsenal đối với trọng tài chính chiếu cố âm thanh vẫn là cực kỳ kịch liệt. Mà trọng tài chính mặt mũi cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, thậm chí bắt đầu toát ra một ít mồ hôi lạnh. Hiển nhiên, hắn rất rõ ràng, cử động của mình đưa tới chúng nộ. Hiện tại hắn cần muốn cân nhắc như thế nào ở tranh tài sau khi kết thúc, an toàn rời đi sân bóng trời mới biết những thứ này nổi khùng người hâm mộ Arsenal sẽ đối với hắn làm gì. Chương 131, thuộc về Arsenal ban đêm. Trọng tài chính cảm thụ áp lực, hắn chỉ biết tiến hành một ít trở về bổ thủ đoạn. Dù sao kiếm tiền trọng yếu, mệnh giống vậy trọng yếu. Hơn nữa hắn đã thực hiện đủ hứa hẹn. Tất. Tiếng còi vang lên. Đối mặt ta cầu thủ một lần phạm quy, trọng tài chính quả quyết đưa ra thẻ vàng. Cái này thẻ vàng xuất hiện có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, để cho Arsenal cùng với ta các cầu thủ đều có chút ngơ ngác. ta cầu thủ lần nữa cùng trọng tài chính xác nhận. Ánh mắt kia thật giống như lại nói: "Ngươi là tới giúp chúng ta a? À? Thế nào phản bội rồi?" Mà Arsenal cầu thủ thời là từng cái một trố mắt nhìn nhau đây là bắt đầu trở về bổ nhạc khải cười lạnh một khi trọng tài chính xuất hiện tình huống như vậy điều này cũng làm tỏ rõ trọng tài chính cảm nhận được đủ áp lực không còn dám tùy ý thiên vị hơn nữa hắn giúp cũng đủ nhiều bất quá arsenal vẫn vậy không dám quá mức tín nhiệm trọng tài chính dù sao trời mới biết đây có phải hay không là đối phương đang câu dẫn bọn họ phạm sai lầm vì thế arsenal vẫn là thận trọng thử dò xét mà ở sau đó trong vòng 20 phút, Arsenal ở lần lượt sau khi xác nhận, bọn họ rốt cuộc có thể xác nhận, tranh tài rốt cuộc trở lại chính quỷ. Trọng tài chính đã không ở nghiêng về xe ta. Hô nhạc khải quay đầu nhìn về ghế huấn luyện, Mourinho cũng là đứng lên, hướng nhạc khải gật đầu một cái. Nhạc khải vỗ tay hướng các đồng đội kêu la. Các anh em, chúng ta có thể đá bình thường một chút. Nghe vậy, Arsenal các cầu thủ đầu tiên là sửng sốt một cái, chợt thật giống như hiểu cái gì bình thường, từng cái một nét mặt trở nên hung hăng. Không có hạn chế sau, Arsenal chất chứa phẫn nộ an toàn bộc phát ra. Đầu tiên là cánh trái Aubameyang, ở nhạc khải lần lượt truyền bóng hạ, Aubameyang ở cánh đột phá trở nên phá lệ sắc bén. Gần như mỗi một lần cũng có thể ăn sống đối phương hậu vệ biên. Hoàn thành tạc bổng. Mà ở 77 phút, Aubameyang lần nữa dốc biên tạc bổng. Lukaku chọi cứng đối phương trung vệ, hoàn thành đệm chân ghi bàn. Tất. Arsenal mở rộng tỷ số. Arsenal 2, không xe Nhưng cái này còn không có xong, ngắn ngủi sau 3 phút, Arsenal lần nữa quay đầu trở lại. Lại là Aubameyang sáng tạo cơ hội. Quả bóng bị truyền tới phía sau, Mane đối mặt tung tích quả bóng, lăn không vô lê. Quả bóng từ thủ môn dơ lên cao trong hai tay giữa chui qua, lần nữa xuyên thủng xe ta dứt điểm. Ngắn ngủi trong vòng 3 phút, Arsenal liền tiến hai cầu. Mà cái này hai lần ghi bàn trực tiếp đem xe ta đánh mông. Bản thân liền là sĩ khí không phấn chấn. Có trọng tài chính chiếu cố mới có thể đá đến bây giờ trình độ, nhưng bây giờ liền cái này một tia chiếu cố cũng đã biến mất, đối mặt một nỗi khùng Arsenal, xe ta chỉ có đơn phương bị đòn phần. Lại đến rồi. Khải. Arsenal phạt gốc. Robertson mở ra phạt gốc, nhạc khải khiên đối phương trung vệ, một cái sư tử hất đầu, lập cú đúc. Tỷ số bị mở rộng tới 4-0. Lúc này Arsenal giống như chỗ không người, mà Seta đối mặt Arsenal tấn công lại là không có chút nào ngăn trở biện pháp. Mấu chốt nhất là tranh tài còn có 10 phút thời gian. Mà Arsenal hiển nhiên còn không có phát tiết xong lửa giận. Tiếp tục. Tiếp theo tới. Nhạc khải vung cánh tay hô to cái khác pháo thủ nhóm ra sức hô hoáng. Cổ này sĩ khí hạ, xe ta có chút không biết làm sao. Wishi bản thân dứt điểm, lại tới một cái. Arsenal đã hoàn toàn nắm trong tay tranh tài thế cuộc, bọn họ ở nửa hiệp sau ngắn ngủi trong vòng 15 phút liên tục đánh vào bốn viên ghi bàn, bây giờ tỷ số đã đi tới 5-0. Paul Ma Sơn mặt phấn chấn đạo, xe ta đoán chừng thế nào cũng không nghĩ ra, bọn họ một mực kỳ vọng UEFA Europa League chung kết lại là sẽ một cái như vậy tình huống, bọn họ đang trải qua một là hắc ám nhất UEFA Europa League chung kết. So sánh với quan phương bình luận viên tương đối chính thức lên tiếng, đang nước Anh có hạng phát thanh tiếng hành tranh tài chuyển thuật Arsenal hiện trường giải thích giót giờ. Adam thời là càng thêm trực tiếp. Xe ta nên đón nhằm vào tự thân thẩm phán, đây chính là chọc giận chúng ta hậu quả. Pháo thủ nhóm đang đang ra sức tuyên tiết lửa giận, lần lượt không công chính xử phạt hạ, là một đám phẫn nộ pháo thủ nhóm tiến hành cực kỳ có nhất lực hồi kích. Không có trọng tài chính che chở, xe ta rốt cuộc bại lộ bản thân vốn có thực lực, cử động của bọn họ vừa đúng chấp nhận câu nói kia, bọn họ đang tự tìm đường chết. 8 năm phút đồng hồ Lạc hậu năm cầu Cho dù là kỳ tích phát sinh cũng rất khó trợ giúp xe ta huống chi trước mắt xe không tìm được bất kỳ sáng tạo kỳ tích phương thức. Người hâm mộ xe nhóm đã bắt đầu rối rít trời sân. Bọn họ mong đợi lâu như vậy tranh tài, cuối cùng lấy loại phương thức này hạ màn, đây là bọn họ không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa bọn họ đối với trận đấu này cảm thấy sỉ nhục. Ở xử phạt có lợi dưới tình huống, bọn họ vẫn là không cách nào rung chuyển Arsenal phòng thủ. Hoặc giả hơn nữa hiệp lần đó penalty là cơ hội tốt nhất nhưng Atpas không nắm chắc được. Mà quả penalty kia chính là đè chết xe ta cuối cùng một khối rơm rạ. 87 phút, Arsenal rốt cuộc buông tha cho điên cuồng ghi bàn, liên tục làm ra thay đổi người. Lukaku, Can, Wilshie bị đổi lại. Cái này ba tên cầu thủ muốn tham gia giải Euro, vì vậy cần cất giữ một ít thể năng, đây cũng là Mourinho đã đáp ứng bọn họ truyền. Cứ việc kết quả thời gian muộn một ít, nhưng bản thân bọn họ cũng không để ý, đã thoải mái liền tốt. Đến thời điểm này, tranh tài cơ bản đã kết thúc. Mà ở bù giờ kết thúc, trọng tài chính cuối cùng thổi vang tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc kia, toàn trường sôi trào. Người hâm mộ Arsenal cùng nhiệt hoang hô lên. Vô địch. Bọn họ bắt lại European Cup vô địch. Bọn họ lịch sử lần đầu tiên nâng lên cái này cúp. Bây giờ còn ai dám nói? Arsenal là Âu chiến tông chân mềm. Thời gian 3 năm, Arsenal đem UEFA Europa League cùng với Champions League cầm một lần, đây quả thực quá mức mộng ảo. Hơn nữa tương lai vô địch tuyệt đối không chỉ tại đây. Tranh tài kết thúc. Tranh tài kết thúc. 2016-2017 mùa bóng European Cup vô địch rốt cuộc ra đời, đó chính là đến từ giải ngoại hạng Anh Arsenal. Trải qua cả một cái mùa bóng quyết chiến, Arsenal ở UEFA Europa League sân đấu triển hiện làm người ta sợ hãi thống trị lực, mà ở chung kết võ đại càng là lấy năm, không gần như tàn sát tỷ số bắt lại tranh tài. Đây là Arsenal lịch sử lần đầu tiên nâng lên European Cup Cup. Đây cũng là Arsenal đội trưởng Khải. Một lần nữa trợ giúp đội bóng sáng tạo lịch sử. Một năm trước, Mourinho đi tới Arsenal, đối mặt nghi ngờ cùng với phong cách bên trên biến chuyển tất cả mọi người cũng đối hắn bày tỏ hoài nghi. Nhưng Mourinho tin tưởng bản thân, hắn đem chi này đội bóng điều giáo cực kỳ xuất sắc. Nhạc Khải Lukaku Aubameyang Mane Kang Wishi Để cho chúng ta nhớ những tên này, để cho chúng ta nhớ những thứ này pháo thủ nhóm tên, mùa bóng sơ, bọn họ đi tới Arsenal, mà trải qua một mùa bóng bọn họ trợ giúp chúng ta bắt lại quý báu nhất UEFA Europa League vô địch. Ha 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 ha. Ta dám cam đoan, cái này vẻn vẹn vẻ chỉ là bắt đầu mà thôi. Arsenal tương lai gặp nhau càng thêm huy hoàng. Bây giờ, để cho chúng ta lớn tiếng hoang hô. Arsenal là vô địch. Hiện trường người hâm mộ Arsenal mãnh liệt tiếng hoang hô bao phủ toàn bộ sân bóng. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng hưng phấn cùng những người bên cạnh ông, chung nhau chia sẻ giờ khắc này tuyệt vời. Vô địch trước giờ cũng là làm người mê luyến. Hắn đại biểu rất nhiều ý nghĩa, trong đó quý báu nhất thời là ở nói cho mỗi người, cố gắng của bọn họ cũng không phụ lòng tự thân. Ở tranh tài kết thúc một khắc kia, dự bị cầu thủ cùng với huấn luyện viên nhóm rối rít xong về sân đấu. Nhạc Khải bị Ateta một thanh đụng ngã. Theo sát phía sau là càng ngày càng nhiều cầu thủ. Tất cả mọi người đều ở đây push các sân vận động trên sân cỏ càng rỡ ăn mừng. Nhạc khải ngửa mặt nằm sóng xoài trên sân cỏ. Trên mặt tràn đầy mệt mỏi, nhưng những thứ này đều không cách nào che giấu kia cổ nụ cười sáng lạng. Âm 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 âm. Pháo bông ở trên trời nở rộ. Đủ mọi màu sắc lửa khói ánh xạ ở nhạc khải trên mặt, bầu trời đen nhánh bị chiếu sáng tự như mặt trời ban trưa. Chiều nay, ở hung ly thủ đô, Arsenal nâng lên bọn họ lịch sử tòa thứ nhất European Cup Cup vô địch. Mà vì bọn họ nâng lên chỗ ngồi này Cup vẫn là đội trưởng của bọn họ. Nhạc Khải Trong vòng 3 năm, liên tục nâng lên Champions League cùng với UEFA Europa League Cup. Nhạc Khải thành tựu cùng với biểu hiện đã vượt qua Arsenal các đời tất cả mọi người đội trưởng. Hắn thậm chí có thể nói là Arsenal nhất truyền kỳ đội trưởng. Dĩ nhiên, đối ở hiện tại người hâm mộ Arsenal mà nói. Bọn họ hạnh phúc nhất một điểm là, nhạc khải còn rất trẻ. Tương lai, bọn họ còn đem sáng tạo nhiều đặc sắc hơn cùng với đoạt cúp trong nháy mắt. Đối với lần này, bọn họ rất tin không nghi ngờ. Chương 132, Vinh Dự trở về. Một đêm này đối với Arsenal mà nói, nhất định là một trận vinh diệu đêm. Ở Hungary thủ đô, Arsenal lịch sử lần đầu nâng lên European Cup vô địch. Đây là Arsenal lịch sử lần thứ ba nâng lên Âu Chiến vô địch, cái này bị ngoại giới nói là Âu Chiến tông chân mềm đội bóng, bọn họ ở gần ba cái mùa bóng Trung Âu thư khiêu chiến hiện vô cùng ưu dị. Mà dẫn đầu nâng lên chỗ ngồi này cúp chính là Arsenal đội trưởng. Bọn họ trẻ tuổi lãnh tụ. Khải từ năm 2011 gia nhập Arsenal bắt đầu, qua trong giây lát đã qua thời gian 6 năm, chúng ta thậm chí đều ở đây cảm khái. Thời gian trôi qua quá nhanh. Mà cái này 6 năm trong, Khải cùng với hắn các đồng đội vì Arsenal mang đến 5 tòa cúp. Một lần giải ngoại hạng Anh cúp vô địch, hai lần cúp FA cúp vô địch, một lần UEFA Champions League cúp vô địch cùng với hôm nay nâng lên UEFA Europa League cúp vô địch. Chúng ta có thể không chậm trễ chút nào bày tỏ, Khải đã là Arsenal trong lịch sử vinh dự nhiều nhất một vị đội trưởng, mà hắn ở cái đoàn đội này trong tác dụng cũng là không cách nào thay thế. Trải qua cơ cấu lại sau, một mới nguyên Arsenal lần nữa ngưng tụ ở Khải bên người. Bọn họ tích cực, dũng cảm, ý chí chiến đấu sụt sôi. Tương lai của bọn họ ắt sẽ vô cùng huy hoàng. Trong TV Paul mà sơn thanh âm cao vút truyền khắp toàn bộ luân đôn phố lớn nhỏ nhỏ. Mà giờ khắc này người hâm mộ Arsenal cũng là hướng ra khỏi nhà, lao ra ba, bọn họ tới đến đường lớn bên trên, chạy như điên ăn mừng. Trải qua một mùa bóng quyết chiến, Arsenal bắt lại UEFA Europa League Cup vô địch, bọn họ một lần nữa sáng tạo lịch sử. Bây giờ người hâm mộ Arsenal là vô cùng hạnh phúc. Bởi vì bọn họ luôn là ở chứng kiến giây phút lịch sử bên trong quầy rượu, cùng hoang không khí lan tràn. Arsenal người hâm mộ lẫn nhau nắm cả bả vai, bọn họ lớn tiếng ca sướng, dưới chân dãy dù cố ý bước nhảy. Bọn họ hoang hô ca sướng, chung khánh cái này quý báu vô địch. Mà ở góc trong tivi, nương theo đầy trời màu mảnh cùng với lửa khói, nhạc khải dơ cao cúp, chung quanh hắn vây quanh giống vậy kích động Arsenal cầu thủ. Mà xem những thứ này pháo thủ nhóm, Người hâm mộ nụ cười trên mặt trở nên càng thêm rực rỡ. Cả đêm cùng hoang đang tiếp tục, tối nay nhất định là đêm không ngủ. Ở tối hôm qua kết thúc 2016-2017 mùa bóng European Cup chung kết võ đài trong. Arsenal lấy năm, không gần như thống trị cấp biểu hiện đánh bại Seta nâng lên cúp vô địch. Đây là Arsenal ở đội sử trong lần đầu tiên nâng lên cái này hạng vinh dự. Mà toàn bộ Luân Đôn người hâm mộ Arsenal cũng tiến hành trắng đêm cuồng hoang, theo đó, Arsenal các cầu thủ đã ngồi sớm nhất chuyến bay trở về. Bởi vì giải Euro cùng với Copa America sắp tới, vì vậy câu lạc bộ Arsenal quyết định tạm hoãn ăn mừng hoạt động. Arsenal chủ lực cầu thủ Lukaku, Wilshere, Cang, Ramsey, Hammo, Diame, Robertson, Bellon cùng với thủ môn Martinez ở đêm đó thừa đi máy bay rời đi đến đội tuyển quốc gia báo cáo. Arsenal máy bay sẽ ở London phi trường. Nhạc khải đám người bị các huấn luyện viên đánh thức. So sánh với tranh tài trước, không giống với lên đường lúc, lúc này trở về Arsenal cầu thủ lác đác không có mấy. Chủ lực cũng còn sót lại nhạc khải, Aubameyang, Mane ba tên cầu thủ cùng với lẽ tẻ mấy vị dự bị. Cái khác cầu thủ đã trước hạn rời đi, tiến về mỗi người đội tuyển quốc gia báo cáo. Đã tới chưa? Nhạc khải lau nơi khóe miệng nước miếng, duỗi người. Cái này ngủ một giấc phải thực tế, khẩn trương giải đấu sau khi kết thúc, cái loại đó kịch liệt cảm giác mệt nhọc một mạch đánh tới, từ tranh tài sau khi kết thúc, nhạc khải vẫn tại ngủ, hơn nữa luôn là có loại ngủ bất tỉnh cảm giác. Đây là thân thể quá mức mệt nhọc biểu hiện, cần thời gian nhất định điều chỉnh. Aubameyang cùng với Mane tình huống cũng không khác mấy. Ba người đi theo huấn luyện viên tổ đi xuống phi cơ. Đi ở phi trường nội bộ trong lối đi, Aubameyang quay đầu hỏi, đội trưởng, Ngươi chuẩn bị đi nơi nào nghỉ phép? Nhạc Khải quay đầu, nghỉ phép. Mà nề nhún vai, đội trưởng sẽ phải lưu lại tiếp tục huấn luyện đi. Obama giang nhếch mép, không thể nào, mùa bóng cũng kết thúc, nên nghỉ ngơi một chút. Tại sân huấn luyện cũng có thể nghỉ ngơi. Nhạc Khải ngáp lên, tiếp tục nói, hơn nữa chúng ta các đồng đội vẫn còn ở tranh tài, cứ việc không cách nào đạt được đủ nghỉ ngơi, nhưng chúng ta cũng cần giữ vững trạng thái thi đấu không đến nỗi lạc hậu bọn họ quá nhiều giang trực tiếp giơ tay đạo ta nói xong rồi ngày nghỉ này ta nhưng không luyện ta phải đi nghỉ phép kể từ gia nhập arsenal sau hắn là thật không cái gì nghỉ phép qua mỗi ngày đều đắm chìm trong huấn luyện lần này khó khăn lắm mới đạt được thành tích tốt đương nhiên phải hảo hảo buông lỏng một chút đối với lần này nhạc khải cũng là cười nói đi đi ngày nghỉ chính là để cho người nghỉ ngơi bất quá đừng quá độ phóng túng Nhạc Khải quay đầu nhìn về phía Mane nói, ngươi đây. Mane, ta phải về một chuyến Senegal, ta đã rất lâu không có trở về. Nhạc Khải gật đầu. Là cần phải trở về. Ba người trò chuyện, đi ra phi trường, bỗng nhiên tiếng hoang hô trở nên kịch liệt. Xoạt. Phi trường chung quanh tụ tập đại lượng người hâm mộ Arsenal. Bọn họ xem Arsenal cầu thủ đi ra, càng là vong tình hoang hô. Nhạc Khải trèo lên người cũng là cười theo chân bọn họ chào hỏi. Một đường đi theo huấn luyện viên tổ leo lên xe buýt, xuyên qua đám người sau, hướng trụ sở huấn luyện phương hướng đi tới. Trở lại trụ sở huấn luyện, câu lạc bộ chủ tịch Umanov cùng với phó chủ tịch David. Đến đám người tự mình tại cửa ra vào tiếp đãi. Đây cũng là một cực cao đãi ngộ. Hay! Để cho ta xem một chút cúp. Umanov không kịp chờ đợi hướng huấn luyện viên tổ đưa tay. Ateta cười từ cúp trong hộp móc ra cúp. Umanov nâng niu cúp, trong mắt tràn đầy vẻ si mê, trong lúc càng là hung hăng hôn hai cái. Khổ cực. David. Đền đi về phía Mourinho, hướng hắn đưa tay ra, lộ ra nụ cười thân thiện. Đối với lần này, Mourinho cũng là cười nói, đây là chúng ta chuyện nên làm, ta nghĩ ta thực hiện cam kết. David. Đền mỉm cười gật đầu. Lý niệm của hắn chính là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Hơn nữa Mourinho cũng dùng thành tích chứng minh chính mình. Cái này mùa bóng Arsenal cứ việc trải qua lận đận, nhưng cuối cùng vẫn vậy thu hoạch rất kết cục tốt đẹp. Hơn nữa màn chính là ở mùa giải sau. Mùa giải sau muốn đá Champions League. Cố lên. David. Đen trầm giọng nói. Lần này, ta nhưng không dám hứa chắc có thể bắt lại Champion League vô địch, bất quá. Mourinho nhún nhún vai, chợt mỉm cười nói, bất quá, chúng ta vẫn còn có cơ hội. David. Đến gật đầu, chúng ta tính nhiệm ngươi. Những lời này lệnh Mourinho trong lòng có chút ấm áp. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chợt David. Đên lướt qua Mourinho, đi về phía nhạc khải. Hay. Đội trưởng. Nhạc khải đang cùng Umanov chụp chung Thấy được David Đên đến Cầm trong tay cúp dao cho Ateta Cái này mới đi tới Tiên sinh đên David Đên mỉm cười gật đầu một cái Hắn trên dưới đại lượng một cái nhạc khải Chợt đưa ra hai tay làm ra ông tư thế Nhạc khải cũng là sửng sốt một cái Ở trong ấn tượng của hắn David Đên là một cực kỳ tỉnh táo cơ trí một người hắn sẽ rất ít làm ra loại này thân mật tính cử động. Bất quá như là đã mở ra tay, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Hai người ôm. David. Đền ông rất dùng sức, nhà khải thậm chí có thể cảm nhận được vị lão giả này trong nội tâm cái loại đó gần như hiện rõ kích động. Hai tử. Cảm ơn ngươi. David. Đền thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Vô địch trước giờ cũng là làm người phấn chấn cùng với kích động. Nhạc Khải cũng là cười vỗ một cái đối phương sau lưng Tương lai sẽ nhiều hơn, đến lúc đó đừng khóc nhè Nghe vậy, David Đền không khỏi cười ha ha lên tiếng Cái này nhưng khó mà nói chắc được, ta mong đợi một ngày kia đến Nói xong, David Đền buông ra Nhạc Khải Hô, được rồi, các tiên sinh Bởi vì giải Euro cùng với Copa America vấn đề Ăn mừng hoạt động hủy bỏ nhưng chúng ta lưu lại người thế nào cũng phải đơn giản ăn mừng một phen chủ tịch tiên sinh đã ở luân đôn quán rượu sang trọng nhất đặt trước vị trí chúng ta buổi tối có thể thật tốt ăn mừng một phen nghe vậy hiện trường một mảnh hoang hô ban đêm arsenal lưu thủ nhân viên tụ tập ở sang trọng khách sạn bên trong bao sương tràng này ăn mừng phái đối không có bất kỳ người ngoài cao tầng tầng quản lý huấn luyện viên tổ đào tạo trẻ đoàn đội cùng với cá biệt đội một cầu thủ toàn bộ party không cao hơn 20 người, bất quá lại uống rất tận hứng. Uống đến hưng khởi, nhạc khải càng là biểu diễn liền thổi hai bình tuyệt kỹ. Đến từ chiến đấu dân tộc Umanop không phục, lúc này thổi ba bình, sau đó che miệng chạy đi phòng vệ sinh ói lên ói xuống. Mà những người còn lại tiếp tục uống rượu ăn mừng. Toàn bộ party một mực duy trì đến nửa đêm ở kết thúc.